Bài 26 dân dành cho Sen của game thủ No 1. Như vậy chúng ta đang đến với màn máy game thủ No 1 trận đấu này. Sau trận đấu này thì kỹ thuật viên hy vọng đội ngũ kỹ thuật có thể chỉnh lại tiếng game trên màn hình máy game thủ chim sẻ nữa là ok. Bài sẻ đánh 27 dân. Một bài đánh khá là trâu đến từ game thủ chim sẻ nhắng. Thì mình nghĩ rằng đó vẫn là một bài đấu mà hoàn toàn có thể có những tình huống đánh, đó chính là Cung Nga tới từ game thủ chim sẻ. Và có lẽ là sau trận đấu này thì đội ngũ kỹ thuật cũng sẽ phải fix lại cái cam của các game thủ khi mà nó đang bị lấn át mất một chút bản đồ con nữa. Vâng, bài đấu hai quả phụ đến từ game thủ No 1 quá khỏe dành cho No 1 rồi. Thời điểm hiện tại thì vâng, chúng ta đã thấy ở trên bản đồ con, chúng ta đã thấy trên màn hình một nụ cười nhỏ nhỏ đến từ game thủ No 1, thì như là có vẻ như anh khá tự tin trong trận thi đấu này. Và bây giờ thì đang xem nhà của chim sẻ nắng ở khu vực nào nào. Dạ. Càng nhờ BM ở đây và nhà quân ở kia đến từ game thủ No 1. Rất tự tin. Chắc chắn là một bài đấu sẽ lên đời sớm hơn tới từ game thủ No 1 rồi. Bởi vì đơn giản anh cầm đơn vị quân như thế này, anh kích trong 10 với bài sen của mình. Và muốn khắc chế luôn cái con Minoan của game thủ chim sẻ nhắng ở trận đấu này. Cho biết như thế nào lễ hội luôn. Ui giời. Phát hiện ra luôn chim sẻ đang bổ quả ở đây rồi. Đã nhìn thấy đối thủ. Đau quá anh ơi, và ta một tê công thẳng vào khu vực này. Liệu rằng chim sẻ nắng có tình huống đập luôn hay không đây? Sẽ có, à không, chim sẻ nắng sẽ thu quân về của mình thôi. Quay lại đập luôn với hai con nông dân. Không ngại lắm đến từ chim sẻ. 27 nông dân đến từ sẻ và lên đời cũng không phải là quá muộn, em nghĩ là như vậy. Đã có giáp đến từ cung tê của No 1 nên sẽ không ngán mấy con nông dân này cho lắm. Và anh đang cố gắng để có những huống tăng A. Công thẳng nhà chim sẻ nắng ở trận đấu này và đang lo sợ sẻ đánh chém nên No 1 quyết định bo BA mình lại luôn. Cho nó cẩn thận luôn, giữ luôn hai dân đi dâng và sẽ không bị công vào khu vực này. Và có tê lên chim sẻ, tơn bo nhỏ lại thành hơ. Thằng cung luôn đến từ chim sẻ nắng rất tự tin. Thời điểm hiện tại thế nhà chúng ta đã xem ngay từ đầu rồi. Thế nhà chim sẻ nắng là một thế nhà khá là khung. Nếu như mà vâng bo nhà khéo. Và con tê của game thủ No 1 hình như là đã bị hạ rồi. Trong tình huống này chắc là sóc một tơn tê đến từ game thủ No 1 công thẳng vào đây chăng. No 1 sẽ có thêm một tơ tê mới để có thể đối đầu với game thủ chim sẻ. Và ngay từ đầu thì mình đã phân tích với anh em, nếu như con Minoan muốn thắng Seng ấy chỉ có đánh Cung Nga thôi, chứ đánh Lật Đà khó thắng lắm. Và quan trọng là cái bài Seng để khắc chế bài Cung Nga đội bạn là dâng Nga lên mà bắn luôn, lấy lợi thế lên sớm và công thẳng vào bài Minoan đánh Cung Nga này. Và No 1 đang làm đúng cái chiến thuật đó để có thể chơi chim sẻ nhắng. Và rất nhiều dân đang cho ra ăn vàng nên chim sẻ đang vẩy nghe để có thể cản tê của đối phương. Những con tê No 1 ở đây có tới tận 3 con và sẽ không cản được tới từ cái thủ chim sẻ. Có thêm tê nhưng cũng sẽ không thể thủ được trong tình huống này. Vâng, tình huống có lạc đà đến từ cái thủ chim sẻ nắng để hạ 3 con tê này, nhưng tơn cung rờ đầu tiên của No 1 đã được xong. Và đây sẽ là một tình huống mà chim sẻ nắng định là bắt bài của bắt bài đây. Rằng có kịp hay không đến từ chiến thủ chim sẻ để lên cung A. Trong lừa có lừa, chúng ta sóc tê ra để thủ đời 2, nhưng lên đời 3 thì cho nhiều dân ăn vàng để chuyển lạc đà chém cung R đội bạn. Đó cũng là một cái suy nghĩ và lối đánh rất khó chịu đến chim sẻ. Một con lạc đà nằm xuống và đang cố gắng để lọt vào BA đối phương, sẽ mất hai lạc đà tới từ chim sẻ ở trong trận đấu này. Và bây giờ thì sẽ bị công vào mỏ vàng với những đơn vị cung R của game thủ Vimi No 1. Sẻ đang xách lạc đà ra để đỡ lại tên này. Nãy giờ thì các bạn có thể thấy là sẻ cũng chưa mất nhiều những con nông dân của mình, nhưng mà vấn đề là nguồn lực chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và thêm một cái nữa, bắt buộc phải sắp đều 2L từ đầu đến cuối thì sẽ hơi khó để có những cái bài đấu chuyển được cung A hai áo dành cho game thủ chim sẻ nhắng. Lấy lạc đà trị cung R đối thủ. 7 con cung R đối đầu với 3 con. Ôi, cái gì thế này anh? Vâng, nhớ và... nhầm đạo ạ. Vẫn có những cái gì đó gọi là ối rồi ôi đến từ game thủ No 1. Anh vẫn biết pha trò cho khán giả tại hội trường của chúng ta. Anh quyết định là ôm hết toàn bộ tân dân ăn điều mình lên đấu quân xong lại kéo về. Rất hay. Và bây giờ thì lạc đà của game thủ chim sẻ bắt đầu lao ra rồi. Nhưng mỏ vàng đã bị công vào liên tục như thế này, còn khoảng 4 lạc đà sẽ không thể chơi được cung R có giáp của Seng. Thêm một con lạc đà nữa nở ra. No 1 đang thi đấu quá chắc chắn đi, anh đi đến đâu là anh di nhà. Vâng, di nhà của chim sẻ đang đến đấy, có ruộng trong nhà. Nhưng chim sẻ đang sau tình huống này sẽ không còn bền lực của mình được nữa rồi. Trong khi đó thì No 1 cũng vậy nha, No 1 cũng đang không ăn hoang được quá nhiều đâu. Nhưng cái đạo dân của anh đã bị mang lên trên và bây giờ mới quay trở lại để làm thực. Và như vậy là anh Huy đã mở điểm trước may game thủ Mạnh Hào ở trong bảng A. Một điểm dành cho anh Huy trong nội dung AM1. Một điểm dành cho game thủ anh Huy. Vậy là số lượng lạc đà của game thủ chim sẻ nắng cũng khá là đông rồi. Bây giờ thì muốn quay lại bắt. Lúc này đã bắn được cả vào vỏ gỗ của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, chim sẻ lại còn đang chém cả BA của No 1. Và như vậy là sẻ đã gõ một và tỷ số là 1-0 dành cho game thủ No 1 ở trong nội dung AM1 của chúng ta. Xin chúc mừng anh với chiến thắng đầu tiên này. Vừa rồi thì xin cập nhật lại với anh em, đó là game thủ anh Huy đang có chiến thắng đầu tiên trước game thủ Mạnh Hào chứ không phải là một điểm anh em nhá. Bài này thì vâng, ai đang soi máy chim sẻ thì quýt đi hộ tôi cả.
Ban tổ chức vẫn đang rất lì, mặc dù sẽ đã có một rồi. Và sẽ đã resize và chiến thắng dành cho thủ đô một ở trong trận đấu này anh em nhá. Chúng ta cũng chờ đợi để đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Đối đầu với một Seng thì nó vẫn là một cái gì đó rất là khó khăn, nhưng mà các bạn có thể thấy là Nobot cũng đang rất là nhập tâm. Anh vẫn đang cố gắng thi đấu để triệt hạ nốt những đơn vị quân của chim sẻ. Chẳng mấy khi đúng không anh em, mấy khi được ăn dân ăn quân của sẻ thì thôi, thì đội bạn quýt rồi, chúng ta ăn cho dễ, đỡ phải đuổi rồi đấy. Vâng, một điểm dành cho cái thủ nó một rất là bất ngờ, nhưng khi mà xem lại quân thì chúng ta không bất ngờ lắm. Seng đối đầu với Minwan thì là kèo trên hoàn toàn dành cho cái thủ nó một rồi, và bài của Nobot cũng là một bài được ủng hộ nữa, sóc rất đều những nhà BA của mình, và sau đó thì là chiến thắng bằng 1-0 mở điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây, nhưng trước khi đến với trận thi đấu thứ hai thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bảng để chúng ta có thể xem tỷ lệ kích đời, thời gian kích đời của game thủ Nobot. Vừa rồi thì game thủ anh Huy cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trước game thủ Mạnh Hào. Chúng ta vẫn chưa thể như lúc nãy là tôi thấy Huy cầm Kathamark anh ạ. Kathamark, ok. Như vậy là chúng ta có thể thấy là sẻ đánh 27 dân cộng 1 kích 11. Trong đó Nobot đánh 26 dân cộng 1 kích 17. Rất là chuẩn chỉ rồi. Và cái chỉ số lên đời như thế này thì chúng ta giúp cho Nobot nhanh chóng hạ gục được game thủ chim sẻ nắng. Bây giờ thì anh em vui lòng chờ giây lát để kỹ thuật viên có thể fix lại tiếng game màn máy của game thủ chim sẻ, và ta sẽ đến với máy của sẻ ở trong trận đấu tiếp theo. Ngay trận đầu thì đã phải gặp một đơn vị quân gọi là căng thẳng như là Seng như thế này thì cũng sẽ hơi khó, kiểu vào trận gái ngợp luôn, ăn ngay một đơn vị quân khó. Minwan đối đầu với Seng. Chúng ta cùng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai. Vậy là em Tùng với anh Kiên đã sai rồi khi mà ngày hôm nay thì mạnh dạn dự đoán là game thủ chim sẻ nắng 8-0 cơ, nhưng mà trận thi đấu đầu tiên đã nghiêng về No 1 rồi. Thì sau trận thi đấu đầu tiên như vậy, anh cảm thấy được rằng là No 1 ngày hôm nay có cửa với chim sẻ nắng không ạ? Thực ra thì tất cả những ai ở cùng bảng sẽ đều có cửa đối đầu với sẻ trong nội dung đế chế 1, bởi vì nó chỉ là chạm 4. Thì cái tỷ lệ may rủi nó quyết định rất là nhiều ở trong đế chế 1 này của chúng ta. Còn đế chế 2 thì tất nhiên là quân bài nó cũng phụ thuộc một phần thôi, nhưng mà cái tỷ lệ may rủi nó không còn quá cao giống như bản đế chế 1 này nữa. Cái quân bài nó gần như là 100% rồi ấy. Gần lấy 100% nhưng không thể tuyệt đối được, nhưng mà nó quyết định rất là nhiều. Như Seng của No 1 hạ gục chim sẻ rất đơn giản, một con Minwan không thể nào dẫy được bài Seng dơ Nga đấy cả. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai ngay sau đây, và đây là bàn máy của game thủ Mạnh Hào và game thủ Anh Huy. Một bài đấu mà Summer của Wizard đối đầu với Phoenician của game thủ Mạnh Hào, và đây là bàn máy của game thủ Mạnh Hào này. Một bài đấu được cầm Phoenician. Quân này thì Mạnh Hào sẽ đánh giá lợi thế hơn so với game thủ Anh Huy. Bài đấu cũng khỏe luôn, này thì có thể sẽ làm hy vọng là đội ngũ kỹ thuật có thể fix lại cam của game thủ nữa. Nó đang bị che mất bản đồ con ở trong bản đế chế 1 này. Cam đang bị che mất bản đồ con. Đã có những lý do đầu tiên đến game thủ Mạnh Hào, thì một bài phô đang có hiệu đầu hai voi rất là khỏe. Anh lại quyết định đi cái con đường khó nhất bia khó nhất khi mà đối đầu với game thủ Anh Huy này. Hai thỏi rồi, con đường dễ không đi ấy. Chui với đường khó đấy, không sao. Với Phoenician thì chắc cũng không ảnh hưởng lắm, thì đơn giản là bài hiệu đầu cũng về rồi. Bây giờ thì vâng, có cả quả phụ luôn. Bài đấu khỏe quá, ăn có khi không hết cả đồ khi mà còn một cái bài hiệu ở xa xa nữa lại đi qua khu vực này. Nhưng khu vực này nó rộng rãi hơn rất là nhiều rồi, hai con voi sẽ về dành cho game thủ Mạnh Hào. Ba câu hai voi cũng khá là ok, và đây là bài đấu đã đủ đồ dành cho anh, thậm chí là thừa đồ luôn. Và bài này thì đối đầu với Summer, mình nghĩ là game thủ sẽ lựa chọn đánh có thể là những đơn vị lạc đà thể đâu, sau đó sẽ kẹp thêm PA thôi, tăng A dần đều đến từ cả Phô cũng như là Summer. Thậm chí Wizard hoàn toàn có thể bổ cái bài 2L luôn. 2L Phoenician, 2L Summer đối đầu với Phô. Summer ở trong bản này thì nó không có giống như bản đế chế 2. Bản đế chế 2 lạc đà Summer nó còn có thêm cả giáp chống cung nữa cơ. Chống cung rất khó chịu. Có thêm một lớp giáp chống cung nữa, rất là khỏe, cầm lạc đà chém cung ngá như chém chuối. Bài đấu lên đời khá là sớm lại còn lực khỏe như này, em nghĩ nếu như mà game thủ Mạnh Hào mà phiêu bạt một chút thì có thể là làm một turn thẳng không? Làm một turn thẳng cung nhỉ? Thẳng cung thì sao? Anh nghĩ sao về việc là anh Hào sẽ đánh thẳng cung trong trận thi đấu này? Bài cung nhà này thì bây giờ chỉ chờ đóng S2 để đánh cung thôi chứ còn gì nữa. Lúc nãy thấy anh Hải mới phân tích là sẽ đánh lạc đà sau đó thì kèm cung. Em nghĩ là bài này có vẻ như là thế nhà được. S2 vẫn có thể đóng BL. Vẫn có thể đóng BL được. Đánh BL thềm đầu với con ngựa giò để có thể chơi đối thủ khiến đối phương bất tay. Ui dồi ôi. Còn thêm con voi nữa. Bí qua quê Hải Phòng ở đây nữa. Thêm bắt đầu bo nhà rộng rãi hơn đến từ cái thủ Mạnh Hào rồi. Và sẽ có thêm một con voi nữa đưa về cho anh để đảm bảo nguồn lực của mình. Thêm một đôi voi nữa cơ. Rất là nhiều đồ ăn. Bài siêu khỏe. Anh Hào còn giật cả mình tự nhiên lại
tự nhiên lại đến từ game thủ Mạnh Hào khi mà mọi người nhìn thấy cái camera của anh. Bây giờ thì lực khỏe quá rồi, em nghĩ rằng là sẽ là 3S thôi. Fodesian thì nó cũng sẽ không ngại lắm về vấn đề gỗ ở thời điểm hiện tại. Úi dồi, khung nhà kín quá. Và bắt hết bài luôn, đến từ anh Hải luôn. À, thật sự. Như vậy là BM và BA đã thiết kế đến từ game thủ Mạnh Hào. Và chúng ta cùng xem Wizard sẽ có một bài đấu như thế nào. Bài Mạnh Hào kích 10-30. Thế nó nhanh, 26+1, chuẩn chỉ. Nhờ kích thẳng chặt gỗ khi lên đời luôn ạ. Thế bài này thì dễ bò thôi, lại còn BA trên dốc nữa, công nông lên dốc này khó. Còn Summerian với con Phonesian thì cung đờ nó như nhau, nhưng mà cái khả năng phát triển thì Phonesian sẽ được đánh giá cao hơn là rất nhiều. Nên để mà phát triển cân được thì em nghĩ rằng là hơi khó, nên game thủ anh Huy sẽ làm một turn bổ 2L luôn thì em nghĩ là hợp lý hơn. Bài này bắt buộc Huy sức phải có BA, bởi vì Mạnh Hào kín, và thậm chí tôi nghĩ là Huy cũng khi Hào chưa chơi tham, chưa biết Huy đánh gì, biết đâu Huy cũng đánh cung luôn. À, cũng có đào vàng, cũng 20 vàng, hai anh em đào như nhau. Rất ghê. Lên cả Huy đào. Đấy, nhưng mà Huy có giò rồi. Có giò này không vào được, vào đây ăn nick ngay. Chắc chắn Huy sẽ không thể đưa giò về bên trong nhà cái thủ Mạnh Hào được rồi. Và bài Mạnh Hào kín nhà này, bắt buộc Huy sức phải có BA. Bắt buộc phải có BA. Và đóng 2A đến từ cái thủ Mạnh Hào. Bài này nếu như mà em nghĩ nếu như mà là chim sẻ nắng thì Mạnh Dạn dự đoán chim sẻ sẽ chỉ đánh 3A và sau đó thì nâng cấp chặt gỗ 2 sớm. Bài kín như này rồi, không việc gì phải quá lo lắng về việc là bên phía đội bạn công rát cả, nhưng không. Bài này 4A vẫn gỗ 2 được mà. 4A vẫn gỗ 2 luôn à? Thì nó khỏe. Khỏe thế cơ à? Vâng, 4A đến từ cái thủ Mạnh Hào. Và đã bắt đầu ra dân rồi. Nhưng dứt thì có vẻ như đang chưa có nhiều dân ở trong trận đấu này. Một bài kín nha. BS quanh với cánh rừng này thoải mái phát triển 3 BS. Bây giờ chỉ xem là có công ca nữa hay không mà thôi. Còn mỗi cửa công ca đấy, bây giờ mà đánh theo kiểu phát chiến với cả Phonesian thì nghe có vẻ hơi khê. Và đây rồi, có BA đến từ game thủ Anh Huy. Sẽ là 1L2A hay sẽ là 1L1A1K? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Lạc đà đã có và vẫn có một mỏ quả để Huy sức để ăn hoàn. Đây là tình huống đi dâng dành cho game thủ Anh Huy. Đã đào đủ lượng vàng để sẵn sàng với công nghệ giáp 4. Tới từ game thủ Mạnh Hào đến bỏ dân ăn vàng luôn. Lạc đà là bạn áp sát 2L. Lạc đà đứng ở ngoài 2 à. Và xử lý phải gọi là khá kéo léo đến từ game thủ Anh Huy. Và có ca. Đây là ca của Summer nha. Đây là ca Tuyển. Thế nên cần phải thủ thật khéo đến từ game thủ Mạnh Hào, không thì sẽ lọt nhà trong tình huống này. Đúng như gì mà mình dự đoán, bài này thì sẽ phải có một tình huống ít nhất là 1L2A hoặc là phải là một bài 1L công ca. Hào quyết định đó là công ca vào cái bài Phonesian này rồi, và Hào tăng BA thứ 5 luôn. Hào quyết định là không lên gỗ ai mà tăng A. Để làm sao có nhiều quân nhất thủ lại trong tình huống này, nhưng cung đờ của anh đang ở bên ngoài rất nhiều. Chúng sẽ còn đang bo lại à. Xây nhà BA hơi bị khó để có thể thủ ở trong đến từ game thủ Mạnh Hào. Và bây giờ thì anh ta đóng hết A ở bên trong rồi. Đóng hết A bên trong. Và đợi tình huống câu ca ở game thủ Anh Huy thôi. Nó cũng khá là căng. Đây, con ca của Summer đã tới. Nó cẩu. Vâng, con ca, những cái viên đạn nó còn chưa kịp rót xuống thì đã là viên đạn thứ hai rồi. Rất khó thủ đến từ game thủ Mạnh Hào ở thời điểm hiện tại. Tạm lại 40 thì thủ Mạnh Hào và anh vẫn đang tạm thời thủ được trong tình huống này, khi mà Huy rất đang không để ý. Mặc dù đã lọt nhưng mà Huy không vào, bây giờ mới vào, nhưng mà chỉ có hai lạc đà lọt vào thôi. Vừa rồi thì Mạnh Hào đã không đem BB hay là BE để đưa cung R ở bên ngoài, và anh quyết định cho tân cung R này bên ngoài. Vấn đề là nó ở bên ngoài nhưng nó chưa đang lại được hiệu quả. Huy rất đang công rất rát ở trong trận đấu này và không hề muốn lao lạc đà vào luôn. Đối từ cái thủ Anh Huy và vẫn đang đứng kê bên ngoài. Hào vẫn sẽ ra điều quân. Mơ chớ nước ngoài khó chịu quá, và rất có thể sẽ là con ca thứ hai để dọn luôn nhà BA của em thủ Mạnh Hào chăng. Mạnh Hào đang có một BA, hai BA ở bên phía bên trong, và đây là ba con lạc đà đi vào. Ba con lạc đà này chắc là sẽ không dám vào quá sâu đâu. Có ca, ca cầu, và ở thời điểm hiện tại thì Hào, anh Hào vẫn đang lút về khá tốt, đập cả ca rồi. Rằng có con ca thứ hai hay không, nhưng mà chỉ công như thế này thôi thì em nghĩ rằng vẫn sẽ thủ được. Ui. Và về lỗi đến từ game thủ Mạnh Hào, và lạc đà Huy sức bắt đầu tràn vào rồi. Và bây giờ không còn là ba con lạc đà nữa, nó là 6 con lạc đà lao vào ở trong tình huống này. Nhưng cung R đứng dốc và nó đã có giáp 4. Hãy nhớ là Mạnh Hào đã có cung R giáp 4 anh em nhá. Nó rất khác biệt ở trong tình huống này luôn. Và gỗ với Phonesian thì nó không phải là vấn đề, nên anh vẫn đủ được gỗ để có thể phải cản mặt ruộng ở trong tình huống vừa rồi. Huy sức đang không kin được dân của Mạnh Hào, mặc dù đã lọt vào bên trong công ca ok, và tỷ số sẽ là 1-1 ở trong cuộc đấu này. Một trận đấu thủ nhà dẻo dai thì Mạnh Hào với bài phố rất là bắc bình, mắc của mắc với bài Phonesian này. 1-1 ở trong trận đấu này luôn. Bài này thêm hai con voi mới thắng đấy. Em nghĩ là không có hai con voi đấy, có khi là game thủ Mạnh Hào là gãy trong tình huống này rồi. Nhưng
Ok, và chúng ta sẽ đến ngay với trận thi đấu của Chim Sẻ Nắng thôi. Chúng ta đá qua màn hình máy của game thủ Mạnh Hào và game thủ Anh Huy trong cái khoảng thời gian mà đang sửa chữa kỹ thuật máy của game thủ Chim Sẻ Nắng. Và ngay sau đây sẽ lại quay trở lại với cả trận thi đấu trận cầu đinh trong khung 12 giờ sẽ là trận thi đấu giữa Chim Sẻ Nắng đối đầu với cả game thủ No 1. Chúng ta cùng chờ đợi trong ít phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo. Vừa rồi thì các bạn đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa game thủ Mạnh Hào và game thủ Anh Huy rồi, tỷ số là 1-1. Sau hai trận đấu vừa rồi, bài Fodesia của Mạnh Hào rất là bất minh khiến cho Wizard đã không thể không kịp trở tay thay quần áo và gãy luôn. Mặc dù đã có những màn công ca các kiểu đà điểu nhưng như thế là không đủ để giúp cho Wizard có thể hạ gục được Mạnh Hào khi mà Hào đã chủ động đào vào lên giáp 4. Bài đi dâng đến từ game thủ Anh Huy. Và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ No 1 ngay sau đây. Chưa có dấu hiệu nào để cho chúng ta có thể đến với trận thi đấu đây rồi. Vâng, đây là một cái cam của game thủ Chim Sẻ Nắng. Và Chim Sẻ vẫn đang khá là bình tĩnh thôi, mới thua một trận mà chưa ảnh hưởng gì lắm, một kèo chạm 4. Thì Chim Sẻ Nắng chưa việc gì phải quá lo lắng ở thời điểm hiện tại, cả người hâm mộ tin anh. Và em thì em vẫn theo No 1 nên là em không tin anh lắm. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Vitamin No 1 ngay sau đây. Tạm thời tỷ số đang là 1-0 dành cho game thủ No 1 rồi. Chưa. Với một trận đấu cầm xeng của game thủ No 1 thì anh ấy cũng đã nhanh chóng hạ gục được game thủ Chim Sẻ. Nhưng mà đó mới chỉ là một trận. Và cuộc chiến ra là một cuộc chiến chạm 4. Nói chung là cũng vẫn hoàn toàn có cửa khi mà lợi thế đang có cho No 1. Nhưng để hạ gục được một con quái vật như Chim Sẻ mình nghĩ là khoai. Okay. Khoai. Tin No 1, ngày hôm nay No 1 sẽ làm. Thêm một cái nữa là trước khi đến với giải đấu này ấy, thì các game thủ đã có thời gian để luyện tập bản đế chế 2 AOE, 2 Return of Rome đấy. Thì mình thấy là sẽ có thời gian cọ sát nhiều với các game thủ top của bản chế này nhiều hơn so với việc mà các game thủ như là No 1 hay là các game thủ khác chỉ đánh giao hữu với nhau, tập luyện nội bộ với nhau chứ không có những kèo đấu với game thủ top của bản này. Thì hôm trước có anh Baby Trinh có đánh với game thủ Chim Sẻ nhưng mà tôi thấy top đánh với Sẻ vẫn khoai. Anh ấy thì hôm sau lại có một cuộc đối đầu với 98 nữa nhưng mà anh ấy đã thắng 98 nữa. 98 có vẻ như là 98 không đỡ được luôn mà. Nhưng mà khoảng thời gian chắc chắn là thời gian luyện tập của game thủ No 1 thì chắc chắn là nhiều hơn Chim Sẻ rồi. Thế nên là để xem cái kinh nghiệm đúc kết sau chuỗi ngày thi đấu của game thủ No 1 liệu rằng có giúp cho anh có giành chiến thắng hay không. Và đây là phô dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Như vậy là Phonesian một đơn vị quân rất mạnh ở trong bản đế chế 1 này. Đưa hai dân bên trong và cơ cấu chiếc ABG để có thể khai thác một quả đầu. Một mỏ quả dành cho game thủ Chim Sẻ. Phô nhảy quân cái nhỉ. Bài đấu được cầm phô đến từ game thủ Chim Sẻ. Và hãy cùng xem là bên kia cầm quân gì. Vẫn chưa thấy có những hướng xoay quân Max C. Vâng. Phô Max. Đấy. Em thấy nhảy quân nhanh nhất có thể đấy. Nhanh nhất thì tôi vẫn nhìn được. Phô Max anh em ạ. Bài này thì phô nó lợi thế hơn Max C rất là nhiều. Và trong trận đấu giữa game thủ Truy Bệnh và Sư Thứ chúng ta đã chứng kiến cặp phô Max này rồi. Chúng ta có thể dễ dàng để đưa ra những cái nhận định của trận đấu này. Max C nó vẫn có những cái lợi thế riêng. Và trong trận phô Max mà mình bình luận trận đấu giữa Xuân Thứ và Truy Mệnh ấy thì Mệnh là người cầm phô nhưng mà thua nhá. Nhưng mà trận đấy là trận Mệnh đánh rất là lỗi. Đánh lỗi là phô đấy mà Mệnh đánh rất lỗi. Lên đời sớm hơn nhưng mà lại đi dò lỗi thì phải. Nếu mà không nhầm. Và sau đó thì câu một con voi nó cũng khiến cho game thủ Truy Mệnh không thể bo được cái mỏ vàng của mình. Và bây giờ thì bài của game thủ Chim Sẻ Nắng vâng nó chắc đến mức độ thế này hay sao đây, một cái khu vực mà nó trên 3-4 tầng dốc mà lại nó có lại còn có cả vàng nữa thì em nghĩ rằng là hơi tê dành cho game thủ No 1 rồi. Nhìn thế bài một bài yêu đầu đã đưa về đến từ game thủ Chim Sẻ với bài Phonesian này dừng rú ở đây. Nói chung là cũng khá là dễ để có thể bo nhỏ mỏ gỗ mỏ vàng chứ ở trong cái khu vực mỏ vàng này để vẽ ruộng thì mình nghĩ là hơi khó. Quan trọng đến những đồ án tiếp theo nó ở đâu. Cái chỗ này là không đóng được G này. Nếu như mình nhìn không nhầm vừa liếc qua cái đóng nhưng mà đóng hơi xa. Đóng trên dốc, ý là đóng sát một quả cơ mà. Ý là đóng sát một quả là không đóng được. Đủ đô đấy. Đấy yêu đầu to luôn. Sẻ Nắng sẽ có một trận kích, mong rằng là kích được như xeng để cho No 1 thấy thế nào mới là No Hope. Còn No 1 thì vẫn còn đang rất cố gắng. Đúng theo kiểu là đặt thêm cái tên của No 1 vậy. Hôm nay anh chỉ chạm được một thôi thì sao. Thêm vòng nữa đi dò tới thủ Chim Sẻ, bài này để kích như xeng thì cũng có thêm một con voi nhưng mà quả đầu nó cũng ở hơi xa nên là mình nghĩ là sẽ bị lỗi mất vài giây chứ không thể nào chuẩn chỉ được. Bây giờ đầu về voi sẽ về ép đầu chuẩn bị thiết kế với phô năm dân gỗ thoải mái tập trung ép thịt thì kích sớm được. Đưa voi này về rồi. Ok, đóng e, ok đã đóng e.
Tôi trả tiền gỗ để đóng nghe vội anh em ạ. Vẫn còn đang đầu thiết kế đây rồi. Vẫn còn đang khá quen việc là ngồi cạnh game thủ chia sẻ nắng đến từ viên Hải Mario hay sao, vẫn còn đang nhắc cả đóng nghe. Nên nhớ rằng trong giải thi đấu của chúng ta thì các game thủ đã được sử dụng tai nghe cách âm rồi, thì nên là không có nhắc bài được mọi người ạ, không thể nhắc bài được, không thể chim lợn được. Tất cả mọi thứ nó đều sẽ là cân bằng nhất. Đó, cũng chưa xem cái vỏ quả này sẽ xử lý như nào. Đóng vào sát được cái rừng có được không? Được, đóng sát vào cái rừng nhưng mà phải nhét dân. Đấy, đưa ra bên kia. Đây BG đây, ok. Như vậy là vẫn có một vị trí đóng giờ sát vỏ quả đến từ cái thủ chim sẻ hướng về mặt 9 giờ. Do đơn giản lúc nãy chúng ta chưa dò hết thì bây giờ dò ra thì chúng ta đóng ở đây thôi. Đó là vị trí đẹp nhất rồi, nhưng đóng lên trên dốc kia thì xa quá. Ăn vỏ quả xấu ít nhất chúng ta được 3 cây đều này, S2 nhân đôi. Ăn cả hiêu cả gỗ là ok. Máy này bốc binh, đánh lạc đà, sau đó kẹp thêm cung R bắn bo nhỏ chiu chiu là thắng. 73x luôn, 25 nông dân đến từ người cầm phô. Có xe giò tìm nhà đối thủ. Cái S2 và ăn luôn thêm một bầy hiêu nữa. Bài đấu đền đời có lực dành cho game thủ chim sẻ. Đền đời cũng là khá sớm trong trận thiếu này. Đây là S2 rồi thì phải. Đây là S2. Và thế nhà như là chỉ có một đường vào hay sao nhỉ? Không, bài này thì có nhiều đường vào, nhưng mà nói chung là bài này lực khỏe để có thể đối đầu với con Maxi một cách thoải gà mái luôn. Đây sẽ là BB. Muốn bo hết cái bài này thì nó cũng sẽ bo được, nhưng cần thời gian và cần nhiều tài nguyên gỗ. Phô thì gỗ rất nhiều nhưng mà quan trọng là cái thời gian thôi. Bài đô 1, 26 dân trừ 1, anh chết 1 dân. Rõ 25% bản đồ ở trong trận đấu này. Bài đô chết dân tới cái thủ đô 1 chắc chắn là câu vòi chết dân rồi. Không có lý do gì để biện minh về việc chết dân này nữa cả. Nếu có thêm một bãi quả phụ nữa, bây giờ thì con dân kia chắc chắn là để đóng AM rồi. Hai con dân này sẽ đóng AM kín một mặt. Sau đó thì sao? Đây là BG. Mạnh đã đoán là BL và đúng là như vậy rồi. Không có tự tin thái quá thì cái thủ chim sẻ nắng. Đánh thẳng BA thì tự tin quá. BL và đánh chém ở trong trận thi đấu phô mát của chúng ta. 10-05 ở trận đấu này, kích đời rất sớm tới cái thủ chim sẻ nắng. Và sẽ kéo dân ra để có thể khai thác vàng với bài đánh BL. Bài này đánh L lên đời, nâng bánh xe bắn bo nhỏ thêm BA chiu chiu vào nhà nô bột là xong. Không ra một chặt gỗ. Khỏe lắm. Quá, lực khỏe quá. Vẫn còn bãi quả phụ đây để có thể ăn hoàng đỡ phải ra ruộng sớm ở thời điểm hiện tại. Đang cơ cấu nhà cửa mình dành cho cái đủ chim sẻ. Khỏe. Vẫn còn một mỏ quả phụ kia thì vẫn đang ăn dở, thậm chí quả đầu chưa ăn hết. Quan trọng là đấu một nằm ở đâu. Kia thôi, chúng ta đã nhìn thấy nha, cái thủ đấu một ở trên góc 12 giờ. Một thế bài cũng khá là xa so với vị trí nhà của cái đủ chim sẻ nắng. Bây giờ là cần phải bo bế nhà cửa và sẽ có 1 đến 2 cái ruộng ở cái BG kia kín luôn. Bài đấu một nhìn qua lại có dấu hiệu kín nhà. 28% mình thì là anh này chưa đẩy giò à? Hình như nó một chưa đi dò anh em ạ. Ây à. Dò thủ. Ok. Vậy là mặt game thủ chim sẻ nắng đông vào lại là một mặt chưa kín đến từ game thủ No 1. Và thấy rằng là ôi bài No 1 nhiều voi thế nhờ. Bài No 1 rất nhiều voi nha. Nếu như mà để kín nhà lại được thì No 1 có thể thủ được khá là trì đây. Đã lên đời rồi. Với những con voi như thế này thì các bạn hiểu lý do vì sao No 1 chết dần rồi đấy. Vâng, sóng xoài thật ở giữa nhà luôn rồi kìa. Làm lại là 2x đến từ cái đủ chim sẻ và đã bắt đầu cơ cấu ra ruộng. Lạc đà bắt đầu đẩy lên nhà đối phương. Bài này thì chúng ta cũng sẵn sàng với những tình huống đó là đánh phát triển lâu dài. Anh khung nhà đây em có thể chuyển cung A luôn cho nó đầu gầu. Này còn giò vẫn còn ôm mô thì hơi khó rồi. Nhưng chỉ có một chắc rằng là nó một có kịp để có thể khung nhà của mình hay không. Vẫn có con chém chạy vào, nghĩa là nhà chưa khung. Vâng, nhà này chưa khung thì mình nghĩ là kín rồi. Chứ nó một cũng biết là sẽ sắp sửa nhảy vào nhà mình rồi, chứ không có lý do gì mà lại chưa kín được thời điểm này cả. Chưa kín thì chỉ có thể là tự sát. Đang cơ cấu ra thêm ruộng đến từ cái thủ chim sẻ với cái bài đấu này. Đây, kín rồi và y thủ luôn. Đưa bài chủ động không lên công giáp cho ngựa chém để dồn lực ra y và sẽ nâng giáp cho y. Đánh kiểu y thủ. Đấy từ nó một. Max sẽ y thủ. Nó một đánh khéo đấy, nhưng mà vẫn còn một mặt yếu nữa của game thủ No 1 và như là chim sẻ nắng đã nhìn thấy cái mặt đấy rồi thì phải tiếp tục ra ruộng đến từ sẻ thôi. Tổng lực tấn công vậy để cho vâng game thủ No 1 hiểu thế nào mới là sự lợi hại. Nhưng đây là một tình huống đóng thêm y đến từ game thủ chim sẻ để thủ ở nhà quá khắc chế rồi. Còn đang ăn hoa ở ngoài này. Vâng, còn một dân gửi bên ngoài nên No 1 đã bị sẻ giải quyết. Và với một tình huống như thế này thì liệu rằng No 1 có kịp đóng một cái mặt này hay không? Hay là đẩy chém lên nhà cái thủ chim sẻ sẽ không kịp vậy nghe. Nhưng là tàng đã công giáp đầy đủ nên nó chém này không hay vấn đề. Nó như chém Momo rồi. Và như vậy là đã kịp đưa y ra mặt này như No 1 rồi, rất tỉnh. Nhưng mà chúng ta là lạc đà kẹp cung R nên có thể dỉa được cái y này. Chắc chắn là y chưa chiêng rồi.
Khi này chỉ có giáp chứ không có chiêng được. Làm gì có lực lên chiêng nữa, lên chiêng nữa thì bá quá. Rồi, giải quyết con Y này và được nhà đối phương thôi. Nông Một sẽ phải đen e ở mặt kia để đưa Y vào. Thì e sao? Đấy, con Y ra sẽ hơi cũng kỳ được em ạ. Ui dồi ôi, con E tay chia sẻ. Vâng, vẫn vậy. Vẫn vậy, rồi sau. Đi. Nông Một. Đã lọt nhà Nông Một rồi. Quá khó để có thể thủ trong tình huống này khi mà những con Cooler nó đang áp sát bắn vào rồi. Có lạc đà ở đây, vâng, Nông Một vẫn vậy ạ, khó chịu thật. Pha về cũng rất là cố gắng đến từ cái thủ Nông Một để có thể cản những đơn vị cung đờ lạc đài với thủ chim sẻ. Và ba con đơn vị quân này lao vào sẻ sẽ không ăn được nhiều dân, như đội bạn có chém và có Y về thủ rồi. Và về cơ bản là bỏ quả hết rồi, chúng ta có thể chuyển sang cung A hai áo và về vẽ ruộng đấy, giáp với cung đờ luôn. Vẫn đang lọt nhà đối phương, chạy vòng tròn để đối phương bất tay đấy, tân dân này thì có thể ăn gỗ. Chuyển A, mình nghĩ là chuyển A bài này là ok. Bài Nông Một vừa bị lủng, tân này thì cũng sẽ yếu đi khá nhiều, ảnh hưởng đến nguồn lực nhiều dân đấy chứ. Nhìn cảm giác game thủ Nông Một chết khá là nhiều dân so với cả những gì mà em dự đoán. Đúng rồi, chết nhiều dân và thêm một cái nữa còn không ra được dân, 29 dân thôi. 29 dân rồi, cảm giác chia sẻ nắng vẫn đang khá là khoan thai trong bài thi đấu của mình. Lại còn vác cả những con Y của mình lên để công luôn, đằng nào thì cũng thế. Nông Một không công chúng ta thì thôi, chúng ta tận dụng hết tất cả những cái đơn vị quân chúng ta có để có thể công thẳng vào Nông Một. Và như vậy là bắt đầu có những muốn nâng cấp cung A hai áo tới được cái thủ chim sẻ rồi. Bài này chuyển A thoải mái. Có một thủ nhà, ôi trời ơi, làm sao có cửa chuyển A được anh em. Và khi nó chuyển A thì lượng cung A ra đã đông hơn được bạn quá nhiều rồi. Và chúng ta không hề lo lắng với bài đấu này và tỷ số sẽ một đều thôi anh em ạ. Vấn đề đó là thời gian. Và một đang cố gắng thủ nhà. Con chém cho con Y là vang ra liên tục để có thể kê mặt này. Khá nhiều Y dành cho đầu một. Con chém hobo của anh thì nằm xuống rất là nhanh. Yeah, nó một chỉ thật sự luôn đấy. Và tiếp theo đến từ cái đủ chim sẻ, dân quân sóc đều đang ra được cả dân và có Y ở mặt này để xiên Nô Một, kẹp với đó là những con đơn vị cung đờ đứng sau bắn chùa. Cái thao những Y Maxe nhanh chóng giải quyết nhanh Ali này nào. Còn một con Y nữa, thêm Y rồi thì khu vực này nó sẽ vẩy e, chém vẩy e không thở nổi đến từ cái thủ chim sẻ. Nên nhớ rằng Maxe nó cũng không có bánh xe để mà chống những cái tình huống chém vẩy e của cái thủ chim sẻ thắng đâu. Không yếu Y nhá, và đã có cung A một váy đến từ cái thủ Nô Một rồi. Ây da, lực vẫn có để lên cung A một váy, nhưng em nghĩ là chắc là chỉ bằng một váy thôi. Nô Một sẽ chuyển A để đánh một bài, đó chính là Y kẹp A với một thế bài cũng đã kín nhà của mình. Nhưng mà như mình đã phân tích với anh em ấy, thì khi mà Nô Một lên cung A hai áo thì lượng quân của sẻ đã có Nô Một, Nô Một sẽ rất là nhiều và sẽ thoải mái thủ cung A hai áo trước cả chim sẻ luôn. Rất chủ động đến từ Nô Một, hơi bất ngờ với những tình huống căn kè lực của mình. Khỏe đấy chứ, bài Nô Một cũng khỏe. Thế nhưng mà nếu như là bài 4-5 voi gì đấy cơ. Cùng gờ vào trong, bắn những con cung A. Sau đó thì sao? Chim sẻ nàng cũng đã sóc cung A của mình rồi. Với số lượng như thế này thì game thủ chim sẻ sẽ ra dòng tăng tham là khủng khiếp. Và chỉ một chút xíu nữa thôi thì nếu như nó một cái quýt thì 100 tham nó, em nghĩ rằng là tầm khoảng thời điểm phút thứ 28 đi. 28 thì là 100 tham thì là hợp lý. Nếu mà muốn lên tham 100 thì phải không đấu quân cơ. Đấu quân liên tục như này thì làm sao nửa lên tham 100 được. Tham lại 5x dành cho cái thủ chim sẻ và đang dồn cung A mình lên nhà của đối phương. Bài Nô Một sẽ là bài Y kẹp A. Và Nô Một bắt buộc sẽ phải dồn lực để nâng cấp thêm một cái chiêng nữa. Một lần chiêng nữa của Maxe. Tạm thời bây giờ biết là chiêng bài chưa đây. Một đánh bài Y kẹp A, bài mạnh nhất của Maxe thời điểm hiện tại rồi. Nhưng mà chim sẻ nắng đổi cung A thì liệu rằng lại còn thêm một cái nữa là thêm một cái ca nữa không đến từ cái thủ chim Nô Một. Thế thì hơi khỏe quá nhờ. Thế thì hơi khỏe quá và đi quần lỗi kìa. Ây à, một pha vâng đập vào mặt khán giả thế này vỡ hết rồi. Và anh em ở hội trường chỉ biết thốt lên là ơ kìa đây. Không hiểu sao đi quân lỗi được. Và đi quân lỗi và bị xả mất khoảng độ 5 con cung A tới từ game thủ chim sẻ trước những con Y của Nô Một. Bây giờ thì tăng A điên cuồng thôi. Tầm này Vít Châu 42 dần game thủ chim sẻ tham vẫn đây. Thế vẫn là rất lớn nhưng mà Nô Một đứng quân ở vị trí cực kỳ hiểm. Anh ấy án ngữ chịu có rộng. Còn Max C này vẫn rất là lì anh em nhỉ. Max C này thực sự rất là lì lợm đấy. Khoảng 8 rồi. Bây giờ thì cung A đấu đầu cung A. Con Y đang áp sát để có thể vâng chọc luôn. Không có những tình huống chài. Đơn giản ở thời điểm hiện tại thì cung A nó cũng không phải là quá nhiều mặt đó. Quay trở lại đến từ game thủ No 1 bắn. Vâng, hôm nay cảm giác chia sẻ đang thi đấu với những con cung A nó không được khỏe lắm. Nhưng thôi, tôi đã nói quá nhiều rồi. Số phận những con cung A ở game thủ No 1 sẽ phải nằm xuống thôi. Quá khó dành cho game thủ No 1 ở thời điểm hiện tại. Tham lại 7x dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này và tiếp tục dồn quân lên. Sắp đến cái ngưỡng của sân thủ FPT báo rồi, phút 28%. Sắp đến rồi, sắp đến rồi, sắp đến rồi các bạn. Có kịp không đây, tăng nhà VA tiếp theo lên anh sẻ ơi.
và tham 80 và đã bung BE ra bên ngoài để dồn lên nô 1. Lần này thì nô 1 sẽ phải tăng nhóm quân sang bên này và đã bung ra để ăn vàng 2. Y và A đã kéo ra nhưng lượng quân chúng ta đang là rất nhiều. Ngộ 2 đã khó ra và 2 cũng khó luôn. Quá hẹp dành cho game thủ nô 1 thì anh có thể đấu quân mà anh vẫn kéo quân của mình ra. Cũng hai con ra bắn với 10 con như thế này thì em nghĩ rằng là hơi khó. Lượng sát thương đến từ con công an nó là quá khủng khiếp. Và khu vực này chỉ cần công vào thôi, chim sẻ nắng sẽ có lợi thế. Đứng ở đây thôi. Và top line là 8x dành cho bài đấu này. Vừa rồi thì Pop Up đã hiện lên với tỷ số 1 đều trận đấu giữa Bạch Hà và anh Huy. Chúng ta đã biết từ lúc nãy rồi. Đấu đã kết thúc. Bây giờ không biết là tỷ số đang như thế nào. Quên một dân này khá lâu và bắt đầu bung nhà chính cho phát triển. Bài này thì nó cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi. Cảm giác mà cũng công được thích thì ốp đời 3 mà không thích thì lên 4 thôi. Đến tầng rông kìa. Đứng ở giữa, ở trên nó chỉ xuống. Ây, nhận thứ 3 của cái thủ nó một là đông. Và lại còn có cả những con Y nữa. Lên cả giáp 4 đến từ game thủ chim sẻ nắng chắc thế ở trời. Y kẹp A đến từ nô 1 và sẻ vẫn chưa lưu qua được khu vực mỏ vàng này. Có thêm một thiết tiện lên rồi. Nô 1 đang cố gắng đâm Y của mình vào. 4 con Y còn 3 con, còn 2 con. Còn 1 con Y nữa rồi. Nó nằm xuống lốt rồi. Hết. Và hết Y là hết tất cả. Chưa quýt đến từ nô 1. Anh ta lại lùi về để đợi những con Y ra. Nhưng mà đẩy thêm đến chục con công an nữa đến từ game thủ chim sẻ đáng lên đây. Bây giờ chắc phải 10 nhà Y sắp đều của nô 1 nữa. Còn 1-2 nhà Y không ăn thua. Rồi và tỷ số sẽ là 1 đều trong cuộc đấu giữa chim sẻ nắng và game thủ nô 1. Chỉ thật sự luôn đến từ nô 1. Và xin chúc mừng chim sẻ nắng cân bằng tỷ số ở thời điểm hiện tại. Bài đấu cũng khá là đẹp dành cho game thủ nô 1. Nếu như trận thiếu này mà nô 1 không chết dân có khi lại đánh có cửa dành cho game thủ nô 1 chăng? Khó. Khó. Kể cả không chết dân thì bài phô sẻ nó khỏe quá. Bài lên đời xong lại còn thêm một mỏ quả nữa. Hai hiêu, hai quả, một voi. Lực khỏe. Bài nô 1 thì rất là kín. Nhưng mà về cơ bản thì chất quân con phô nó dễ để cơ cấu và có những cuộc phát triển, chuyển quân các kiểu đa điều. Thì nó nhanh chóng hơn trước con Max C của những thủ nô 1. Với tốc độ phát triển nó nhanh quá. Phô khai thác gỗ nhiều. Phát triển nhanh, móc binh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ 3 trong cuộc đấu giữa game thủ chim sẻ nắng và game thủ Vimino 1 khi tỷ số đang là 1 đều. Với một bài đấu mà cầm phô hạ gục được Max C. Phô Max quân nó cũng hơi lệch về một bên. Trong lúc quá. Chờ đợi thì hy vọng kỹ thuật viên có thể chuyển sang màn máy của bộ đôi Mạnh Hào Anh Huy. Trong trận chiến giữa Mạnh Hào Anh Huy để chúng ta có thể theo dõi trận đấu đó. Để xem tình hình anh Huy cũng như Mạnh Hào đang như thế nào rồi. Bảng để cân đi chứ, khi mà game thủ U98 lại hòa với cả game thủ Gunny. Trong khi đó thì cặp chung kết của bảng Mạnh Hào Anh Huy cũng đang rất cân. Vẫn đang là một đều. Điều này thì Greg đối đầu với Cho Son rồi. Như vậy Cho Son Greg. Trận trước có lẽ là khả năng là một tình huống đi còn đấy. Vẫn đang có tỷ số một đều anh em ạ. Đang lùa hiêu về dành cho bài đấu này của Mạnh Hào này. Một bài cầm Greg Cho Son thì chúng ta sẽ chơi với những con phù thủy thôi. Khá nhanh chóng khi mà cả hai game thủ đã phát hiện ra nhà của nhau. Sẽ dò đẩy đi thấy hết rồi. Rất nhanh. Bài đấu nhìn qua là thiếu chỉ một đồ nhỏ nhỏ thôi đến từ game thủ Mạnh Hào. Cảm giác anh Hào bài đấu rộng ra thì là kín. Nhưng mà để mà khung rộng được như thế này thì em nghĩ rằng là hơi mất lực. Thế nên chắc là vẫn sẽ dâng lên đến từ game thủ Mạnh Hào chăng. Bên kia là Cho Son. Những con phù nó là phù rẻ và là phù tuyển. Thực ra thì Cho Son sẽ đánh giá cao hơn ở trong kèo này, phù rẻ và có thể chuyển được công an một áo hoặc là thậm chí là đánh thẳng công an một áo kẹp P để khắc chế lại Greg. Greg đánh công an một áo kẹp P thì Greg sẽ đánh quẩy ngay. Quẩy nhá, vẫn còn quẩy kẹp P cũng quẩy được. Kẹp phù. À quẩy kẹp phù, ok đúng rồi. Tầng 22 trên 24 cho game thủ Mạnh Hào. Cố gắng tìm thêm một đồ nữa, nói chung là cũng đã có rồi nhưng mà anh đã muốn tìm cái đồ gì đó dễ dàng khai thác hơn một chút. Để đối đầu với anh Huy, hai nhà thì đã phát hiện ra nhau với những tình huống đẩy xe giò. Đây rồi. Hai con voi luôn. Xa xa bóng người thường, thêm hai con voi nữa dành cho game thủ Mạnh Hào. Hai con voi này phải về nhá. Trong khi đó, à đây. Rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu giữa chim sẻ và game thủ Vitamino 1 Summerian. Dành cho game thủ chim sẻ nắng. Áo. Yeah. Có cây trên đá lá trên hoa. Nhưng mà nó một chỉ cầm Kata thôi. À vâng, Kata đối đầu với Sam. Ê, cảm giác rất khác nha. Con Summerian này thì dân nó tuyển 40 máu, rất trâu. Nên đánh bằng những con giò đầu tiên nó cũng sẽ không có quá nhiều lợi thế dành cho game thủ No 1. Lại tiếp tục là một trận thi đấu mà game thủ chim sẻ đang được đánh giá quân nhỉnh hơn một tí. Một bài đấu được cầm Summerian và sẽ đối đầu với Kata. Con này thì sẽ phải có một bài đấu để siêu móc binh đến từ nô 1 thì mới chơi được con Summerian này. Không thì mình nghĩ sẽ là rất khó. Dâng lên bắn mỏ vàng khi dân của Summer cầm ra để vụt luôn. Cũng
không ngại lắm đến từ dân xăm, dân tuyển. Đi dò vòng đầu đến từ game thủ chim sẻ nắng để xem có cái gì không nào. Cái nhà toàn dốc thôi. Ảo thật. Vâng, đề nghị nó một không chat trong khi thi đấu anh em. Ngại quá. Đang thi đấu anh còn chat ảo thật là như nào. Thêm một bầy hiêu và có bị kiểm tra hành chính một chút đến từ game thủ chim sẻ. Nhưng xin phép là lần này là dân xăm thì không thể hạ gục được. Thêm một con sư tử nữa luôn. Đá bầy hiêu của mình về. Nghĩ rằng là hơi xa nhờ, cảm giác bầy hiêu khá là xa dành cho game thủ chim sẻ nắng. Có đá về không? Phải đá về. Vẫn phải đá về để lên đời sớm với bài Summerian này thôi. Ok, như vậy là bầy hiêu đang từ từ đưa về đến từ game thủ chim sẻ. Tạm thời đưa một vài con về để có gọi là đồ lùa về. Vấn đề là những đồ ăn tiếp theo nó nằm ở đâu. Bài này nhìn qua đang hơi hẻo đây. Chưa nhiều đồ ăn đến từ game thủ chim sẻ nắng. Mới chỉ có một bầy hiêu đầu. Dừng qua nhà thì cũng đã khá là ok đây rồi. Nghe đồn thì dân xăm sẽ thường có hai con voi ở đâu đó. Anh Hải mạnh dạn dự đoán nó ở đâu nhỉ anh Hải nhỉ? Đấy, sau con vực này. Sau con vực này luôn à, em nghĩ đây quả phụ. Ôi, thôi hỏng rồi. Anh bảo sau con vực này là sau con vực này rồi, mà quả phụ gì ở đây. Hỏng rồi, hình như là nhớ map đến từ anh Hải Mario rồi mọi người ạ. Một tình huống đang khá chuẩn chỉ đến từ cái Hải Mario để có thể do đồ cho chim sẻ nắng. Vâng, hai voi. Đầu đưa mấy con hiêu này về, bài hiêu đầu hai voi. Và khả năng cao thì quả phụ sẽ nằm ở mặt 6 giờ này thôi, chứ cũng không có ở đâu quá xa cả. Tập trung đưa mấy con voi này về để ép một bài đấu ok. Đến đời có bánh xe chống ôm bom là xong. Cũng có Katha thì nó có cung A một áo, nhưng mà chúng ta có thể chuyển đến cung R để đối đầu với cung A một áo đấy một cách thoải mái. Dành cho những thủ chim sẻ và dân Summer, con voi nó cũng rất là an toàn. Nó không đến mức mà như ban tổ chức giới thiệu đầu một, một voi câu 5 dân của anh được. Ok. Đây sẽ con voi đầu tiên. Con voi đi được nửa đường nó vẫn dừng lại ở đó để cho chim sẻ nắng câu về. Thì là gọi là nguyện hiến tế thôi, nguyện hiến tế cho chim sẻ nắng và quýt luôn. Không nói gì đến từ thủ đầu một, tỷ số là 2-1 dành cho chim sẻ nắng ở trong trận thiếu này. Biết ngay mà ảo thật, chắc chắn là quả đầu xấu, cho nên còn bị nhốt một dân ở trong nữa đến từ đầu một. Vâng, em đến thần kinh với anh Văn thôi, không hiểu kiểu gì. Quả 7 ạ. Chịu rồi. Vâng, bảo sao anh chát. Cho là dân của anh nó tự di chuyển bên trong, hủy mất dân, thành ra anh phải chát ảo thật. 2-1 dành cho game thủ chim sẻ nắng khá nhẹ nhàng và anh cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Dù gì thì nó một vẫn biết cách để có thể tạo tiếng cười cho anh em khán giả chúng ta. Mỏ quả rất là ảo ma Canada, tại sao lại mọc mỏ đá nó vô duyên thế anh em nhỉ? Mọc một cái mỏ đá rất là vô duyên, thêm một cái nữa lại còn một dân nó tự hủy ở bên trong. Thành ra nó một không biết không có cách nào khác để có thể đối chọi lại game thủ chim sẻ. Bây giờ thì kỹ thuật viên có thể chuyển luôn ra màn máy của trận đấu giữa Mạnh Hào và anh Huy để xem tên công phu đập dân này đúng không ạ? Đấy, cùng xem Huy và Hào công phu đập dân với nhau thôi. Với bài cho son Greg đấy thì mình nghĩ là cũng chưa kết thúc được ngay đâu. Tiếng Golo Golo nó giống như là cái tên của giải đấu vậy. Red Bull Golo Golo ở thời điểm hiện tại. Vâng, chưa thể chuyển sang màn máy nghĩ của game thủ Mạnh Hào được. Liệu rằng có end được chưa nhở? Trận thi đấu đó kết thúc chưa ta? Vâng, việc mà công phu đập dân thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian dành cho cả hai game thủ. Ok, chúng ta cùng chờ đợi để đến với chỉ số sau trận đấu vừa rồi. Không kinh không gì cả, còn chưa kích 3 luôn. Một ông 16, một ông 20 dân đây, sau đó một đã xong được 20 dân đi mà. Và cái mỏ quả như thế mà anh đâu một xong được 20 dân thì bảng thống kê này bị nhầm rồi các cụ ơi. Hôm nay chắc phải 12 dân chứ không phải là 20 dân mất. Và sao có thể xong được 20 dân được thì đúng là hơi ảo mà Canada. Hả? Và như vậy là sau trận đấu này thì chúng ta sẽ có mini game anh em nhá. Thì anh em có thể đến ngay tại Spark Gaming số 8 Quang Trung Hà Đông để có thể tham gia theo dõi trận đấu, theo dõi giải đấu cũng như là tham gia những mini game. À, như vậy là số dân này bị lệch anh em ạ, sẽ 20 dân ở nó 1-16 thôi. Và chúng ta sẽ chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo. Tạm thời thì chim sẻ nắng đang dẫn trước 2-1 và chỉ cần 2 chiến thắng nữa thôi để có thể hạ gục được đó chính là game thủ No 1 ở trong bản AME1 này. Và như vậy là có vẻ như trận giữa Mạnh Hà và anh Huy cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng chờ đợi cập nhật tỷ số cho Son. Son Room thì phải thôi hỏng rồi. Lại một trận thi đấu mà rất có thể cái thủ No 1 sẽ lại là quân cờ trên. Liệu rằng có phải như vậy hay không? Em Tùng chỉ nhìn qua thôi. Chưa có dấu hiệu chỉnh quân đến từ ban tổ chức. Và đây là bãi quả đầu của game thủ chim sẻ. Một bãi quả 246 cây. Lộc cho Son Room thật rồi. Cho Son Roman ở trong trận đấu này. Lợi thế dành cho No 1. Nhưng mà sau mấy trận vừa rồi thì tôi nghĩ là tinh thần của anh và thao tác của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều khi gặp một mỏ quả nó lại ôi trời ơi như vậy nữa. Để xem trận này nó có chát nữa hay không. Chắc thôi chứ.
là vòng đi dò đến từ cái thủ chim sẻ cho Son Roman. Cả hai con này thì đều có đó chính là những đơn vị cung A một váy, nhưng mà Roman thì nó có quân để khắc chế phù thủy thì nó một hoàn toàn có thể đánh kiểu sắp đơn kẹp cung kẹp P. Đơn kẹp P sẽ là sự lựa chọn. Và ô tỷ số là hai đều ở cặp bên kia. Vâng, rất cần đến từ game thủ Anh Huy và game thủ Mạnh Hào. Còn ngược lại thì kèo thi đấu này cho Son là con phù tuyển, chúng ta đã nói từ trước rồi. Nhưng đơn giản là con Roman này thì nó có đơn vị quân chống phù, thế nên nó không ngại con cho Son này lắm. Nhưng đã có một trận thi đấu trong giải League thì game thủ... đúng rồi, game thủ No 1, anh ta đã từng cầm Roman thua con cho Son của game thủ Xuân Thứ thì phải. Em yên tâm, No 1 cầm Roman thua nhiều cho Son lắm rồi. Không chỉ thua mỗi thứ đâu. Nên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Quan trọng là bài vở của game thủ và vừa rồi mình cũng xử lý lỗi cho những chia sẻ kiểu thì chia một con hiệu xa. Tiền tề đấy. Cũng có thể là giải quyết con hiệu đầu đàn để đưa bầy hiệu này về nhanh hơn. Đúng. Đó là một lựa chọn. Có cả voi. Bài này thì là một bài đấu mà vàng trong. Ok, có một vài ở vàng trong đấy là cái vụ chim sẻ để có thể có một bài khung nhà. Nhưng mà vấn đề là ở bên trong kia như là không có chỗ đóng ép. Chúng ta sẽ phải đóng ép ra bên ngoài. Rồi. Bầy hiêu 6 chỉ còn bầy hiêu 5 và có một con voi. Anh nghĩ rằng là việc hiến tế con hiêu đầu đàn thì có thể lấy về là hai con voi chăng? Đây sẽ rất có thể sẽ là một đôi voi dành cho game thủ chim sẻ nắng. Đá bầy hiêu về thì vẫn là tương đối chuẩn chỉ dành cho game thủ chim sẻ sát xa. Đang bị sư tử cắn rồi kìa, anh có để ý không? Vâng, thôi. Đúng là đôi voi đấy. Đúng là đôi voi đấy. Đôi voi và thêm đôi sư tử nữa. Là vào bi giò, đã cho Son rồi lại còn chết dân. Và vẫn đang thiếu đồ đến từ cái thủ chim sẻ. Trong này đóng được S, có đóng được không? Có vẻ như là không, không vào bên ngoài rồi. Để đóng S rồi. Đây sẽ đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Mày đấu mất một con hiêu trong bầy hiêu đầu này. Mất một con dân này. Đổi lại thì được hai con voi dành cho cái thủ chim sẻ. Và cần thiếu một đồ nữa sẽ là một bãi quả phụ. Mạnh dạn dự đoán là nó sẽ hướng góc 3 giờ và không thể đóng được S đến từ game thủ chim sẻ nắng. Tỉa quá ác rồi. Và một map đấu như setup. Ây, sư tử nữa nha. Sư tử nó lấp 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 ló sau cái bóng cây kia để có thể định cắn chim sẻ nắng. Nhưng mà hình như sẻ đã nhìn thấy và có xe giò đến từ game thủ đấu 1 đã lên đến đây rồi. Biết nhà nhau rồi đấy. Cố gắng tìm thêm một vòng nữa đến từ cái thủ chim sẻ và đưa hai con voi này về. Một bài đấu được cầm cho Son đối đầu với Roman. Và hãy cùng xem là đấu pháp của chim sẻ trong trận đấu này sẽ như thế nào khi đây là map đấu mà em còn chết dần với tình huống gặp đôi sư tử và nằm xuống nông dân của mình. Đây rồi, ui gần thế cơ à. Và đấy, rất gần nhau, đây có khi quả đầu của nó một mất. Không, hơi xa. Không thể quả đầu được. Hơi xa. Đây sẽ quả phụ, Roman thì gỗ nhanh nên là đóng BG sớm thôi. Ui, bài đấu quả phụ sớm thế này đến từ game thủ No 1 thì rất có thể là bài anh lại không có đồ lùa về đâu. Thì có khi lại là một bài nghiệt dành cho game thủ No 1 chăng? Vẫn còn có cửa dành cho chim sẻ nắng. Và bài nào thì chắc cảm giác sẻ cầm cũng có cửa cả. Kích đời 18, 12 với 25 nông dân trừ 1 đến từ người cầm cho Son. Cũng khá là sớm với việc chết dân thứ 14 à? Dân thứ 14 hay thứ 15 gì đó cho chim sẻ. Và con voi thứ hai đã đưa về được chín cách thành công đây rồi. Và sẽ có một tình huống đi tìm thêm một đồ ăn nữa tới được cái bụi chim sẻ để đảm bảo nguồn lực của mình hơn. Hai nhà khá là gần nhau, đâu một sẽ đánh chém ở trận đấu này thôi. Mình nghĩ sẽ không có cung A xuất hiện ở trận đấu này. Và cũng có thể là bài đấu một khỏe khỏe một tí thì sẽ chuyển. Nếu bài này thì để chuyển khó đấy. Chuyển khó. Đang đi thêm một đồ nữa dành cho sẻ. Cảm giác lực lên đời nó sẽ là hơi yếu một chút và có khi không lên được cả đời. Nhưng mà phải ăn tranh bãi quả phụ kia. Ăn hết thì còn tươi. Lang thang Chocobai và đây rồi. Thêm một bãi quả nữa dành cho game thủ chim sẻ. Bãi quả chỉ 5 cây thôi. Mà cũng là đủ để giúp cho chim sẻ nắng có thể lên đời 3. Lực chỉ có 500 thực đến từ game thủ chim sẻ mọi người có thể thấy. Quá là khó khăn và bên phía đội bạn đang đóng BB đi. Mong rằng đây mới chỉ là BB của game thủ. À thôi, đây BL rồi. Và lên đời sớm hơn đến từ game thủ No 1 là cái chắc. 1A dành cho chim sẻ nắng. Quyết định là đang muốn xử lý bo BL No 1. No 1 đã nhanh tay vẩy bóng BE ở đây để không cho sẻ bo BL của mình rồi. Rất nhanh tới từ game thủ No 1 con giò đã ở bên ngoài. Đây là E đối phương. Bây giờ chắc là anh Hải làm một chút khẩu lệnh nhỉ. Hiêu ghi go đi chứ còn gì nữa. Tầm này thì nghĩ rằng là T dành cho sếp rồi. Nhưng mà bài cho Son của anh cũng khá là xấu. Quân cửa dưới và lên đời muộn hơn đến từ game thủ chim sẻ nắng. Nhưng vẫn có những tình huống bo bế rất là khó chịu đến từ game thủ chim sẻ. Vẫn thi đấu này, vẫn đang thi đấu đến từ chim sẻ. Bỏ hết lại. Giờ thì xem là mỏ vàng của bạn ở đâu mà công thôi.
ôm được cái mỏ vàng thì còn có cơ hội thi đấu tiếp. Không thì chúng ta nó một kín nhà rồi. Biết rồi. Ấy. Không được. Nhà đã kín nhà đây rồi, một ấy, mỏ vàng đây này. Vàng ngoài. Liệu rằng có phải là cơ hội dành cho cái thủ chim sẻ nàng hay không? Ăn được khá nhiều vàng rồi, đã lên đời 3. Chim sẻ nàng chưa thể lên đời 3 được, chưa có con tê mới. Tê đang nghĩ đến đoàn khá tốt dành cho sẻ. Một con nông dân sẽ phải nằm xuống thôi. Ây, lợi thế của cái thủ chim sẻ nàng cũng vẫn đang có nhá. Vẫn đang có, chỉ là một dân thôi. Bây giờ con chém nó chuẩn bị mở ra nhưng mà nó đã bị bo rồi. Sẻ nàng vẫn đang quá kinh nghiệm và nổ không? Vâng, nổ. Nổ, vâng đây rồi. Cơ hội dành cho chim sẻ nàng vào để vụt luôn. Tầm này thì có ngại cái gì đâu, 7E với chúng tôi này. Ai là nhiều người nhiều tay hơn thì người đó sẽ thắng trong tình huống đập dân này. Ôi, nó đóng một lờ trong ác đấy. Chưa có gì đột biến dành cho cái thủ chim sẻ cả. Chỉ đơn giản đến tình huống vác dân lên đập nhưng mà đồng hồn có ngựa chém rồi. Đây, nick cho dãy này lên ngay. Này thật sự luôn đấy, ui rồi. Bài đồng hồn vẫn đang ăn hoang rất nhiều đồ. Với những cơ sở như thế này. Chi liền một bay cấp bánh xe đến từ cái thủ chim sẻ nhắn thì đối đầu cái thủ đồng một của tê sẽ nằm xuống rồi. Đồng một cũng sẽ nhanh chóng có được bánh xe và sẽ đang chuẩn bị quyết rồi. Tỷ số sẽ là 2-1, à xin lỗi, 2-2 trong cuộc đấu này. Cần rất khó khi mà cầm một con cho son để đối đầu một bài roman nó đẹp như thế này dành cho cái thủ chim sẻ đáng không đỡ được. Gặp map này khó đỡ quá, không chết dân cũng chưa đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Không chết dân thì không biết là có lên được đời sớm hơn một tí dành cho game thủ chim sẻ nắng không? Em thấy trận đấy thì game không. Thủ à, cũng không à? Không chết dân không lên đời sớm hơn được, bởi vì phải đi đập lô mà. Phải đi đập lô. Bỏ quả kia rồi thì không có lực. Không có lực. Bài yếu. Khó. Không chết con dân đấy thì có thể là con dân đấy nó câu hai voi về sớm thì sao nhỉ? Vâng, lên được vẫn được lên được hai sớm hơn. Em nghĩ là vẫn có cửa ở trong trận tiểu đó dành cho chim sẻ. Nhưng mà thôi, kết quả thì nó cũng đã có rồi và hai đều. Chúng ta sẽ một chút gì đó chuyển qua cặp thi đấu bên kia giữa game thủ Mạnh Hà và game thủ Anh Huy không nhỉ? Để chúng ta có thể xem kèo thi đấu siêu kinh điển ở bảng đấu bên kia, bảng đấu A. Sẽ hơi khó thì game thủ chim sẻ trong trận đấu vừa rồi với bài đấu được cầm cho son như vậy. Ra bài phải mắc của mắc hay là bài có phải khung nhà để có thể chuyển quân. Thì lúc đó chúng ta mới thi triển những cái kỹ năng khi mà kết hợp giữa cung A một áo và những con phù thủy chẳng hạn. Để có thể đẩy nhà của đối phương. Nhưng mà bài vừa không khung đồ ăn lại xấu, lại còn ăn tranh, lại còn chết dân. Thì gần như là không cửa đến từ cái thủ chim sẻ rồi. Chúng ta cũng chờ đợi để đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Tỷ số là 2-2 ở cả hai bảng đấu luôn. Bảng kia cũng 2-2, bảng này cũng 2-2. Cần thật sự luôn đấy. Cần thật. Và chim sẻ nắng trận vừa rồi thì số dân nó phải là 25. Nhưng mà trừ 1 đi còn là 24 thôi. Trong khi đó thì chim sẻ no 1 thì 26 dân. Kích 13-1. Ui dồi, sớm quá. Bài này kích này là quá sớm này cho cái thủ no 1. Để có cơ hội để chim sẻ nàng. Không sao cả, chúng ta sẽ đến trận bản lề thôi. Những trận thi đấu đang diễn ra cực kỳ cân bằng ở thời điểm hiện tại, cả hai bảng đấu luôn. Cả bảng A và bảng B chúng ta đều đang có những cặp đấu rất là căng. Sẻ gặp đấu 1 thì cứ nghĩ là đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Quân bài sẽ quyết định tất cả, thậm chí như là Gunny với 98 chẳng hạn. Cũng là những chiến thắng dành cho game thủ Gunny khi đối đầu với game thủ Vimino 98. Còn đây là trận đấu giữa Mạnh Hào và Anh Huy, còn đây là Babylon. Tới từ game thủ Mạnh Hào này. Đấy, Huy sức đi bộ này, khả năng giống Pơ quá rồi. Khả năng là Baby Pơ đang đối đầu với nhau. Pơ đã có những tình huống dâng phù đến đây đến từ cái thủ Mạnh Hào. Và bác đang lên đây vụt, nhưng Mạnh Hào cũng đi bộ luôn. Đập dân ở thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ không có lợi thế nhiều lắm cho cái thủ Mạnh Hào. Và có phù ở đây. Chưa có bánh xe nhở, vẫn đang đi bộ. Baby phù nào, Mạnh Hào vẫn chưa phù. Tham tụt điên cuồng và có cung A. Đã lên được cung A thành công rồi. Cầm Pơ. Baby gặp Pơ và Huy Sứt đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 3-2 trước game thủ Vimin Mạnh Hào ở trong cuộc đối đầu này. Rất hay. Và đây cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. 3-2 dành cho game thủ Anh Huy. Liên tục là những bảng đấu được cập nhật dành cho vâng Grzech, anh Bình Ga. Và một bài cầm Grzech đến từ game thủ chim sẻ. Sau trận cho son cầm Grzech luôn. Anh Bình Ga rồi. Chó gà cá chăng, tôi mong rằng là em nói nó không đúng đi. Một con Grzech đến từ cái thủ chim sẻ nắng bên kia là gì? Vâng, Ezip. Ôi ôi. Ây à, điều này thì Grzech Ezip vẫn là một bài đấu phải đi ôm bom. Nhưng mà chúng ta cũng đã có những trận đấu cầm Grzech ôm bom Ezip thành công tới từ cái thủ chim sẻ, ví dụ như trong trận đối đầu với cái thủ Vitamin truy bệnh. Đúng vậy. Thế là cửa thì vẫn sẽ còn, quan trọng nó vẫn là bài vở thôi. Map la, chất quân ra là yếu hơn. Lựa chọn đi ôm bom.
anh Bình Ga, anh đã quay trở lại rồi đây. Và đây là bầy hươu, lần này thì bầy hươu nó gần hơn và mong rằng anh không hiến tế con hươu đâu nữa. Một bầy hươu khá là to đấy chứ, đây là 2, 4, 6 con thì phải, nếu em nhìn không nhầm, có thể là 7. Thôi, hươu nó nhảy rồi, khó đếm quá, đi dò thêm đến từ cái thủ chim sẻ nàng, mong rằng có thêm 2 con voi nữa và có cơ sở đầu tiên, đó là cái xe dò này để biết nhà đối phương và ôm bom cho nó chuẩn. Đang cố gắng để đưa bầy hươu đầu về dành cho cái đủ chim sẻ với một bài đấu được cầm Greg đối đầu với Egypt bên phía đối phương. Và anh cùng xem với trận đấu này thì sẽ có một bài đấu như thế nào dành cho cái đủ chim sẻ khi mà tỷ số đang là 2-2 trong cuộc đối đầu này anh em ạ. Rất căng và lại còn cầm Greg nữa thì lại càng căng hơn. Đấy. Để xem có một trận đấu ôm bom gì đó thần thánh hay không. Hiêu 7, hiêu 7 chứ cảm giác hiêu to. Vâng, vẫn hiến tế một con hơi xa xa nhưng không sao cả. Con hiêu đấy vẫn sẽ khai thác được chứ không phải là giống như chặt thiếu trước. Đá bầy hươu này về sát sạt nào, chuẩn chỉ. Đến cả chim sẻ nắng khi mà ngồi trên sân khấu em nghĩ còn không còn giống như chim sẻ nắng bình thường nữa rồi. Cảm giác vẫn sẽ có những cái áp lực mà lâu lắm rồi chim sẻ nắng mới cảm nhận được. Và áp lực từ khán giả đang có ở trên hội trường, áp lực từ sân khấu. Những ánh đèn nó soi vào mắt, soi vào chim sẻ nắng thôi, không phải soi vào mắt. Nhưng soi vào mắt thì ảnh hưởng quá, sẽ không có những cái tình huống như vậy đâu. Thêm một con xe giò nữa đến từ cái thủ chim sẻ và đồ ăn thì đang chưa thực sự là nhiều. Với bài đấu này sẽ có một chiếc nhà BS thôi. Một chiếc nhà BS nữa dành cho BS đầu tiên để cho game thủ chim sẻ nắng thì đúng hơn. Vẫn đang cần phải cắt thêm nông dân để đi dò để cho game thủ chim sẻ. Cái nhà cảm giác rừng rất nhiều, cánh rừng bạt ngàn luôn. Direct thì nó không cần nhiều đến như thế này. Cánh rừng dừa cũng được nhưng mà cho tôi 4 con voi. Một voi và vâng, không có con voi thứ hai nào dành cho game thủ chim sẻ nắng cả. Sẽ câu con voi này về ngay. 20/24 dành cho game thủ chia sẻ nắng. Con voi này cũng là một con voi khá là xa, sau cánh rừng già luôn. Nó vào để đưa con voi này về ép đời và cần phải tìm thêm mỏ quả nữa. Đưa vài cầm Greg để ôm bom con Egypt bên phía bên kia. Egypt thì thấy rồi, 12 giờ kia cái chấm màu tám dành cho game thủ nâu bột. Có vẻ như là nâu bột ngày hôm nay được chế độ thật sự luôn đấy chứ. Chưa thấy gì cả. Gần những cánh rừng này chúng ta không có thêm bất cứ đồ ăn nào dành cho chim sẻ nắng. Ây chà, liệu rằng không có liệu gì ở đây cả. Chúng ta liệu cơm gắp mắm thôi. Bài đấu này không được đẹp lắm dành cho chim sẻ nắng nhưng vẫn kích cực kỳ mắc dành cho game thủ chim sẻ. Cửa đây rồi. Vâng, thêm một voi nữa đây. Ui, đây là 2 con voi đến game thủ chim sẻ như vậy. Tổng đồng viên không thể có tới 3 con voi. Thì đang có một bài đấu 3 voi hiêu đầu trước một đồ. Đã ăn hay hít rồi, cần đổi ca không? Một con quay đầu, một con không. Chúng ta nín thở trong tình huống câu voi này của chim sẻ nắng. Con voi nó ở rất gần rồi. Ok, như vậy là con voi thứ 2 sẽ đưa về. Và có thêm một mỏ quả bên ngoài. Đưa cái thủ chim sẻ đồ ăn lại là đủ và ổn. Và chúng ta đã phát hiện ra nó một ở góc 1 giờ. Chúng ta sẵn sàng với những huống đó chính là đưa ra mặt chiến thuật, ví dụ như ôm bom. Đây, chắc là chỉ ôm bom thôi đến từ game thủ chia sẻ nào. Con Egypt này mà nó đã ăn được vàng, nó ra được phù thì đúng là rất tịt dành cho Greg. Hoặc là game thủ chia sẻ nào cũng có thể tận dụng bài của game thủ No1 thường đánh với Trung Quốc, đó là No1 đánh bằng những con BB mọi người ạ. No1 đánh kèo BB rất là hay để có thể chống phù. Vì tay No1 thì cũng không phải là người có khả năng phù khỏe lắm, mà con BB thì nó nhiều, nó phù không hết được cơ. Nghĩ rằng đó cũng là một bài mà game thủ chim sẻ nắng có thể sử dụng được, nhưng không, đây là cái nhà gì đó dành cho game thủ No1 rồi. Đã kích đợi, đợi khá là sớm với người cầm Greg, một thế bài không được đẹp ở trong giai đoạn đầu. Nhưng đến cái thời điểm hiện tại thì nó cũng đã khá là ok. Vâng, đã đóng S được chưa? Đã đóng S được chưa nhỉ? Vâng, có đây, đây là cái S của game thủ No1. Và tình huống này thì chia sẻ nắng, vâng, rất quen thuộc. Ý đồ rõ ràng là bo tê rồi. Rất quen thuộc đến từ game thủ chim sẻ. Giờ thì bo tê của mình lại và bắn thôi. Xử bắn những con nông dân của game thủ No1 ở khu vực này. Chưa ăn được một miếng vàng nào luôn. Và No1 sẽ cần, vâng, chúng ta cần phải tìm thêm một mỏ vàng nữa của game thủ No1. Cần phải tìm thêm một mỏ vàng nữa của game thủ No1. Đây là con giò và con tê này nằm xuống thì sẽ có con tê thứ hai xuất hiện. Có đủ tinh tế để con tê này một chấm máu hay không? Không đủ tinh tế rồi, anh chọc luôn rồi. Và đang cố gắng quay trở lại ăn vàng dành cho thủ No1.
lỗi luôn đây. Và đây là con tê thứ hai, có tình huống đóng e rồi. Và con giò của Noble vẫn đang chọc là rất đều tay. Và chim sẻ nào căn từng tí một để có thể có một con giò ra đúng luật. Và bắn và con giò sẽ ra. Kích cho mình công nghệ, kích cho mình công nghệ bánh xe. Và đây là mình, đây là cam của game thủ Noble vẫn đang vô cùng tập trung vào thời điểm hiện tại rồi. Đang tập trung quá, tập trung quá. Vàng thì vẫn đang chưa bị bắn. Thời điểm hiện tại với dân Egypt thì em nghĩ rằng đã ăn được đủ vàng để có một con phù rồi. Điều quan trọng, một con phù nó sẽ không giải quyết được vấn đề gì ở đây cả. Bắn chết được 3-4 dân, bắn chết được 2-3 con nông dân. Ruộng đang là khá đẹp dành cho game thủ No1, nhưng không ăn được vàng thì vẫn còn cửa dành cho game thủ chim sẻ nắng. No1 chuyển hẳn sang một bài, đó là 1L1A rồi. Và vừa xem cái chỉ số ăn vàng của đối phương đến từ game thủ chim sẻ để xem là bạn có ra được chiếc nhà BP hay không. Và không thẳng bỏ gỗ này, cái No1 đang chưa bánh xe. Và vừa có bánh xe đến từ game thủ BP No1 thôi. Đó là chạy dần, chạy rất là nhanh. Ui, chém khá nhiều dân của game thủ No1 rồi. Đây là con lạc đà, đây là một con chém. Thì chém của chim sẻ đang sẽ được đánh giá yếu hơn, nhưng đây là hai con. Vâng, gọi thêm con chém nữa, No1 quay trở lại để cho chim sẻ chém dễ hơn kìa. Khá ghê để cho No1. Thời điểm hiện tại thì tham mới chỉ là 26 thôi. Chém được chết nhiều dân của đội bạn ở mò gỗ. Điều quan trọng là lực của chim sẻ nắng thì nó không được đều. Ôi cái gì này, một vác cả dân lên đây đến từ game thủ No1. Lang thang đi đâu đây? Và tham lai là số là hãy dành cho game thủ chim sẻ No1 là bài đấu đi ăn hoang. Bây giờ thì thậm chí là sẽ còn đông cả y vào đây nữa cơ. Để công cái bài Egypt này với cái mỏ gỗ này, à xin lỗi, với khoanh ruộng này, chúng ta phải có y lao vào để xiên. Cố gắng xiên bay khoanh ruộng đội bạn dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Chưa tìm thêm được đồ gì ăn hoàng đến từ chim sẻ, thật sự là đau đầu đây. Khi mà chúng ta sẽ không có lực để ra thêm đơn vị quân. Và bây giờ liệu rằng có vẽ được 1-2 cái ruộng ở nhà không? Em nghĩ rằng là vẫn sẽ cần phải tìm đồ ăn hoàng. Vâng, đi đúng một vòng và không tìm ra được cái gì cả. Họ đã bắt đầu có những tình huống ăn được vàng rồi. Đây là những con lạc đà thôi, có phù. Có phù dành cho chim sẻ. Cái điều này thì No1 chỉ cần soi tham là cũng sẽ thấy. Vẫn sẽ chém được. Thì No1 đã bắt đầu có được, đó chính là những chiếc nhà P của mình rồi. Để đang cố gắng để công vào cơ sở làm ăn của đối phương. Bài cầm đấy đang dồn lên để hôm bom. Quan trọng là cái khoanh ruộng kia chúng ta vẫn chưa chơi vào được anh em ạ. Đó cũng là một vấn đề rất là lớn. Đánh cho cái thủ chim sẻ nắng nữa. Đang tương đối khó khăn, mặc dù là chúng ta đã có những cái lợi thế ban đầu, những cái chất quân này nó khác quá. Và chim sẻ nắng soi tham để xem là bên phía đội bạn có pay hay không. 24/36 dành cho game thủ chim sẻ. Bây giờ thì chiếm được một mỏ vàng, còn một mỏ vàng nữa như là No1 không tìm luôn thì phải. Ta chỉ ăn từng đấy vàng thôi. Thủ một pay ở nhà. Sau đó thì con y này nó sẽ công vào khu vực này, nhưng họ đã có những con cung r rồi để rỉa y. Đây chỉ là y greg thôi, không phải là yêu cung mark c. Thì cái việc mà nó bị rỉa là rất dễ, nhưng đây là một tình huống phù đỏ. Đây là một tình huống phù đỏ đến từ game thủ chim sẻ đang phù được một con lạc đà của game thủ No1 để có thể đỡ nhà cho tình huống này. Nhưng No1 đã đưa thêm lạc đà và những con cung r mình lên. Dầu. Anh ấy đang muốn công gắt vào khu vực đó chính là mỏ vàng và ruộng của game thủ chim sẻ nắng. Phù nào vâng, phù mãi nhưng không được con lạc đà nào cả, đang lấy cả dân đâm. No1 đã không để ý. Vâng, thế nào đây? Vâng, phù không được con lạc đà của No1 dành cho game thủ chim sẻ. Rất căng. Khá tệ rồi. Như vậy mà vẫn không phù được lạc đà với bạn thì chịu thôi. Bây giờ thì không còn quá nhiều vàng. Đây, tiếp tục quản được con hoang này. Nhưng cái chính là cái khoanh ruộng cơ. Cái chính là cái khoanh ruộng thì game thủ No1 vẫn đang giữ được trong một khoảng thời gian khá là dài. Chim sẻ nắng vẫn giữ được cho mình tham 27 đang. Vâng, chúng ta chỉ nói đang thôi. Chúng ta chỉ nói đang thôi vì thời điểm hiện tại chúng ta có quân ở đây để có thể quản khu vực ăn vàng của game thủ No1. Mặc dù vậy quân bên phía đội bạn cũng có mặt ở đây và đập luôn hay không sẻ ơi? Đập luôn rồi. Đập luôn rồi. Ở nhà thì vẫn đang quản. Đội bạn công vào. Và tham lai đang ở số chỉ là 2x đến từ game thủ chim sẻ. Rất căng khi mà No1 đã cơ cấu để có thể khai thác lại những mỏ vàng của mình. Và anh ấy có những đơn vị hỗn mã để quản dân của ý thủ chim sẻ nữa. Ruộng ở nhà bị quản, dân là phải co giò bỏ chạy hết rồi. Đã về nhà ăn vàng đến từ game thủ No1. Chúng ta đã nhìn thấy trên bản đồ của game thủ chim sẻ nắng. Nhưng đây là một pha xử lý tinh tế. Đây là một pha xử lý tinh tế. Nơi nguy hiểm nhất luôn luôn là nơi an toàn nhất. Và sẽ phải công vào khu vực mỏ vàng của đội bạn thêm một lần nữa nào sẻ ơi. Cần phải thêm một lần nữa đến từ game thủ chim sẻ nắng. 28/36 dành cho chim sẻ. Vâng, vẫn còn dân, vẫn còn rất nhiều dân. Ôi, có một P ở trong rồi. Có một P ở trong rồi, phải đâm vào đây thật nhanh. Họ chưa ra P đâu. Và kiểu pha này hay này. Này thật sự là tinh tế này.
Vâng, Đào Phát đã sửa lên cho cái thủ Vivi No 1 và anh ấy đã sửa thành công cái mỏ gỗ mình rồi. Không vào được trong tuần này anh em ạ. Có một con phù IMAX-C. 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 Vâng, không được. Nó vẫn đổi màu với con Y này. Công vào đây với một con T. Chưa công được rồi. Công vào đây với một con T. Đây là con T thứ hai. Và liệu rằng nó có đủ để khiến cho No 1 T ở thời điểm hiện tại không? Đang công cực cắt ở khu vực mỏ gỗ này dành cho game thủ chia sẻ nắng đổ đi. Con T, con T. Đây là hai con phù rồi. Đen con Y đến từ game thủ chia sẻ để có thể bắn con phù này. Vâng, đã bắt được con phù của game thủ No 1 dành cho chia sẻ nắng. Và phải E đến từ game thủ chia sẻ. Vâng, đây là E chúng ta nhưng lại lọt mặt kia rồi. Thành công bỏ gỗ của đối phương dành cho game thủ chim sẻ. Và No 1 đang bỏ giờ trốn nông dân của mình ở đâu đây? Một bài cầm Greg đang công ở nhà đội bạn nhưng bị phu bước con đi. Quyết định là đốt nhà P đối phương nhưng hãy nhớ rằng đội bạn vẫn có quân đi quản với những đơn vị lạc đà kẹp cung R. Câu chuyện bây giờ là dân No 1 đang ở đâu và anh ấy đang ăn vàng ở đâu? Hãy để cho No 1 không ăn được vàng, hãy làm cách nào đó bằng mọi cách không được cho No 1 ăn vàng, bởi vì No 1 ăn vàng thì anh ấy sẽ ra lại P. Và lúc đó thì những đơn vị quân chim sẻ nắng đều sẽ chuyển thành màu tám. Rất căng. Không biết là chim sẻ nắng có để ý lại cái mỏ vàng của mình hay không. Đây là một khu vực mà chim sẻ đang... Không, lúc nãy là khu vực giữa bản đồ, mỏ vàng giữa bản đồ. Vẫn hình như là không ăn được thêm vàng thì phải đến từ game thủ No 1 và tham đè. Vâng, hình như là tham đè rồi. Phải tham cần đè rất mạnh dành cho game thủ chim sẻ No 1 gần như là hết dân. Và anh ấy chỉ còn quân thôi. Một vài đơn vị quân đang đi quản dành cho game thủ No 1 với lạc đà và cung R. Nhưng với thế trận như thế này thì đã rất ưu đến từ game thủ chim sẻ nắng rồi. Một bài đấu cầm đánh dâng lên ôm bom khá trượt chỉ vào những cơ sở của đối phương. Bây giờ thì mỗi mỏ vàng chúng ta sẽ để một vài đơn vị quân đứng kê ở đây thôi. Thì No 1 lúc đó sẽ không ăn được vàng nữa và anh ấy sẽ chỉ ăn gỗ, ăn thịt già, hỗn mã. Chúng ta có thể xong chay chém ra để chơi và không sợ bị phù nhưng vẫn còn phù. Vẫn còn phù. Ây da, vẫn còn phù nữa đến từ game thủ Vitamin No 1. Nãy giờ thì No 1 chắc là cũng tích được khá vàng rồi. Anh ấy đào được khoảng 900 vàng. 900 vàng. Trừ lượng vàng sắp lạc đà ra. 3 thì con phù. Đó là những con phù của No 1. Và thêm cả những con phù đã nằm xuống trước đó nữa. Ấy. Phải khu vực kia không nhỉ, em nhìn thấy tầm này mình nghĩ là No 1 cũng đã dùng dịch là hết vàng rồi. Thế anh cũng kiểm tra lại những mỏ vàng trên bản đồ. Bên nhà No 1 là hai mỏ này. Nhà sẽ có mấy mỏ vàng đây. Và đang tăng L. Thành công cũng tìm xem con phù ở đâu nha. Vẫn cần phải tìm xem con phù ở đâu. No 1 đang giấu phù cực kỳ khéo léo ở một cái khu vực nào đó. Chị sẻ đang vác cả T ra để đi tìm rồi. Bây giờ tưởng con phù đấy đi rồi. Phù đấy đi rồi à? Nhanh vậy sao? Vâng, nhanh vậy sao? Tam 30 dành cho chim sẻ. Bây giờ cái mỏ vàng ở giữa bản đồ là chúng ta nhìn thấy rồi. Mỏ vàng nhà đội bạn chúng ta cũng đã đen DPS. Và đây chính là khu vực của game thủ No 1 đang hồi lại với một nhà P cộng với ba con nông dân. Nhưng vâng, một con phù. Đây, con phù này là con phù mới đúng không? Vâng, tập lại là 30 đến chim sẻ. Và đây là cái hốc của No 1 với mỏ vàng này. Nhưng ấy lại bị chém dân vàng mà không để ý thôi. Tạm lại của chim sẻ đang ở số đó chính là 30. Còn và con phù, con Y, con cung R và lạc đà đứng kê ở đây. Có cả bỏ quả để No 1 có thể ăn hoàng nữa. Và lại có phù. Đào vào view luôn. Một bàn phù lạc đà ít máu thoải mái. Còn lạc đà này chém phát chết luôn. Và nó đã gãy rồi. Hôm nay thì sách đàn chém lên thì No 1 đỡ kiểu gì. Mình nghĩ là No 1 đang cố gắng níu kéo ở trận đấu này thôi. Nhưng còn về cơ bản là gom... Ui, rất nhiều phù. Nhưng về cơ bản mình nghĩ là sẽ vẫn sẽ người có lợi thế trong tuần này. 28. Quan trọng là No 1 có gỗ để bò phủ hay không? Vẫn còn hai con nông dân nữa đến từ game thủ No 1 ở thời điểm hiện tại để ăn vàng. Bốn con nông dân. Đây là bốn con nông dân cuối cùng của game thủ chim sẻ, game thủ No 1 rồi. Và vâng, đang phủ đối phương. Ấy, không vào được khu vực này đâu anh Hải ạ. Không vào được khu vực này đâu. Bốn con chém không vào được tới đường chim sẻ. Con tê cũng đã nằm xuống. Nó quá kín đi. Bây giờ thì phải làm thế nào đến từ chim sẻ nắng đây tích thành hai tên chém chăng? Đây là phù thủy của Egypt anh ạ. Nó tầm xa rất vượt trội. Và chúng ta cũng chờ đợi ở trong tình huống này. Đang căng quá, vẫn đang căng quá. Chúng ta chưa biết thế nào một lần đâu. Và đây là chim sẻ đang lao vào. Chim sẻ và phù, ba con phù. Hai con đã đổi màu. Và con thứ ba hình như là phù xịt. Nhưng đây là hai con y của cái phù chim sẻ nắng. Cờ liệt được hết số phù này. Nhưng điều quan trọng là quân của chim sẻ nắng thì liệu rằng có làm được gì hay không. Và sẻ nói rằng tôi làm được. Vâng. Và với hai con Y thì đã đẩy lùi được những con lạc đà và cung R đối phương. Bây giờ lại là OP, mỏ vàng nhà đang bị quản vào. Với những tình huống đi quản của game thủ Vivi No 1. Như vậy là huy sức mạnh hàng hòa, 3 đều được.
Vâng, càng quá trời. Vâng, tại sao mà cái bảng, cái khung giờ này nó khủng khiếp đến như vậy? Cặp này thì đang hòa 2 đều, cặp kia thì hòa 3 đều luôn. Còn cặp phụ tiếp theo nó cũng không phụ được y của chim trẻ rồi. Và chỉ còn con dân vàng này nữa thôi, chém đốt con dân này và sắp đều quân ra là thắng. Đã hết dân rồi. Đồng 1 hết dân rồi. Chính thời điểm hiện tại là hết dân rồi đến từ cái thủ đồng 1. Cái khu vực cỏ vàng kia của chim sẻ nắng nó quá tối ưu. Vâng, nơi nguy hiểm nhất là nơi em nghĩ rằng là an toàn nhất. Và bây giờ thì chúng ta vẫn sóc chém đều bên phía đội bạn thì không thể ra thêm con phù nào nữa. Vâng, số lượng cụ, ôi, số lượng quân đội bạn đông nhá. Quân đội bạn đang rất đông. Làm vấn đề rất mạnh đến từ chim sẻ. Đồng 1 tham khoảng độ 5-6-7 gì đấy. Toàn quân đến đấu 1 thôi, nhưng mình nghĩ tập này đấu 1 hết dân rồi. Không có gì để dãy ruộng đến đấu 1 nữa cả. Vẫn ra được dân à? Lớn chớm ra được 1-2 con đông dân. Ra 1 con nữa thì chém tiếp thôi. Bò lại luôn không sẻ ơi. Lúc này với ba cái em nghĩ rằng nó sẽ là kín. Vâng, thêm một con đông dân nữa để đang có những cái tình huống gọi là ăn thêm gỗ để đóng thêm phù đây mà. Vâng, cái nhà P kia hình như là vẫn chưa bị đen đến từ cái thủ chim sẻ. Chim sẻ không có y ở đây để có thể đen đi nhà P. Nhưng khoảng thời điểm hiện tại thì là lợi thế quá nhiều rồi. Rằng có bò lại luôn không đến từ cái thủ. Ây da, 4 con nông dân nữa. 4 con nông dân nữa. Dân ăn vàng ở trong tình huống này và sẽ định lao vào chém luôn. Nông dân không chạy. Anh ấy đã điều khi chém bên phía nhà của chim sẻ. Cố gắng ăn lại vàng đến từ cái thủ đấu 1 để nhà P. Và có con phủ. Đó. Và phù đen dành cho cái thủ đấu 1. Và tỷ số là 3-2 dành cho cái thủ chim sẻ. Với một trận cầm gần anh đã hạ gục được Egypt trong tay của game thủ Vitamin đấu 1. Một chiến thắng quá, khá là kịch tính dành cho cái thủ chim sẻ. Khoảng thời gian gần 40 phút đồng hồ trong game mới có thể hạ gục, với có thể vật ngã được một con Egypt này của Vitamin đấu 1 dành cho game thủ chim sẻ đáng. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Vẫn cửa dưới nhưng vẫn thắng đến từ chim sẻ. Đây là một cái lợi thế và tâm lý quá lớn dành cho chim sẻ nắng rồi. Liệu rằng có kết thúc game thủ chim sẻ No 1 với tỷ số là 4-2 hay không thì chúng ta cùng chờ đợi trận thi đấu sau. Và một nụ cười cực kỳ tươi dành cho game thủ chim sẻ. Hay quá. Quá hay luôn. Vâng, đây là tổng quan trận đấu. Một bài kích 12-8, một bên kia kích 12-9. Nhưng cuối cùng thì game thủ chim sẻ nắng bằng cái kinh nghiệm, bằng sự tập trung của mình thì chim sẻ đã giành chiến thắng. Một kèo quá khó rồi. Và có thể nói một trận đấu mà thi đấu thực sự là xuất sắc đến từ chim sẻ nắng. Lên đời thì cũng là xem nhau trận này thôi. Mà được cầm chất quân là cửa dưới như Grex và có chiến thắng trước Egypt của No 1. Ngay đây chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Đây sẽ là trận chung kết sớm dành cho No 1 nhé. Như vậy No 1 thì sau khi có được hai chạm trước chim sẻ nắng thì tất cả những cái gì dự đoán thì coi như đã bị phá vỡ rồi. Đúng là anh là người chuyên phá vỡ những cái giới hạn. Chuyên phá vỡ những cái giới hạn đấy, thực sự luôn. Và No 1 ngày hôm nay thì đã có No 2 rồi mọi người ạ. Vâng, đã có No 2 rồi. Trận thi đấu sau chúng ta vẫn cần phải xem quân. Nhưng với cái lợi thế về mặt tâm lý em nghĩ rằng chim sẻ nắng vẫn sẽ có thể là hơn No 1 một chút. Trận thi đấu tiếp theo. Rõ ràng là yếu tố tâm lý thì hiện tại thì chim sẻ nắng đang có cái tâm lý tốt hơn so với No 1 rồi. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo nhá. Trận này thì chim sẻ nắng là người cầm cho mình con bài Egypt. Đợi chờ một tôn quân. Nếu mà không nhầm thì No 1 trận này là người cầm cho mình con bài Babylon. Kèo Egypt và Babylon đối đầu với nhau. Hiện tại thì quả đầu đã có được tiến hành khai thác dành cho game thủ chim sẻ. Xét về chất quân thì con Egypt vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với con Babylon. Vì nó có cung R và sọc đơn khỏe hơn. Thường thường thì Babylon là quân hay vào những cái map xấu, nó hay rơi vào những map xấu luôn. Còn Babylon thường là sẽ là con quân rơi vào map xấu, đúng như anh Kiên dự đoán và nhận định. Thì bài thi đấu này game thủ chim sẻ nắng có là con quân Egypt thì thực ra gỗ đầu của anh ta khá là xa và bầy hươu nó lại còn ở ngay sau mỏ quả này nữa, rất là khó lùa. Dành cho Egypt có một cái điểm là thường thường gỗ đầu nó hay xa. Hay xa. Cái việc gỗ đầu xa nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái khả năng ép đời của con Egypt. Có thêm cái đồ ăn trên bản đồ đến từ game thủ chim sẻ đi nắng rồi. Cái việc bầy hươu mà nằm sau cái bãi quả này thì dẫn đến việc chim sẻ đưa về hơi mất thời gian. Có thể đá về được nhưng mà sẽ mất thời gian đấy. Rất mất thời gian luôn.
Cũng đầu xa quá, đầu khá là xa. Bầy hiêu thì nó cũng là không phải là bầy hiêu. Bầy hiêu mặc dù là to nhưng nó không phải là mắc binh để có thể đá về được. Trong khi đó thì đã có thêm một đồ ăn to nữa dành cho game thủ chim sẻ nắng rồi. Vâng, thế nhà cảm giác anh ta cũng đang ui, lại còn có cả thao tác tay của game thủ chim sẻ nắng luôn. Chúng ta đang thấy vâng, thao tác tay của chim sẻ nắng. No 1, đây là thao tác tay của No 1 thì phải, với cái bàn phím như thế này. Và có cái kính từ No 1 rồi, có thể thấy là ngón tay của No 1 cũng khá là dài nhá, nhưng mà vâng, có thể thấy ngón tay của chim sẻ nắng còn dài hơn No 1 đấy cơ. Nếu mà có những thao tác của game thủ chim sẻ, thấy ngón tay của chim sẻ nó có thể bao trọn cái bàn phím này luôn. Gặp sư tử không chết dần đến từ game thủ chim sẻ nắng. Với cái thế bài như thế này, chúng ta cũng đã thấy phần chung của game thủ chim sẻ nắng là đang ổn ở thời điểm hiện tại rồi. Nhưng điều quan trọng hơn hết là thêm một đồ nữa. Vâng, vẫn cần phải một đồ nữa dành cho game thủ chim sẻ để có thể ép đời ba một cách chuẩn chỉ và lực khỏe, và có lực. Và tính ra cái bầy hiêu này của chim sẻ nắng nó không về quá muộn đâu nhá. Nếu việc mà cắt hai dân của cái bầy hiêu này về nó lại vẫn là ok, khá là tươi dành cho chim sẻ đi nắng đấy. Không phải là quá muộn. Không phải quá muộn ở thời điểm đây là 5 phút 33 giây. Nhưng mà vào tôi cái bầy hiêu này tôi sẽ đóng S để khai thác luôn đi, chứ khai thác thì tôi sẽ không đá về đâu. Cái tầm này đá bầy hiêu về, ơi hình như là thêm một bầy hiêu nữa dành cho cái thủ chim sẻ nắng ở hướng xa xa rồi. Quay trở lại với cả bình luận viên Gia Cát Kiên cũng như là bình luận viên đang nói là bình luận viên Sơn Tùng thì thật sự luôn cái bầy hiêu đấy nên là đóng S đi cho nó nhanh tầm này. Nhưng mà rõ ràng với một game thủ chim sẻ nắng thì cần phải cầu toàn hơn trong những tình huống đá hiệu. Không phải bắt buộc phải đá về. Thực ra là bài này là bắt buộc phải đá về để có thể lên đời sớm đến từ game thủ chim sẻ. Thêm một bài hiệu nữa, bài đấu cơ bản là hai hiệu hai quả dành cho game thủ chim sẻ nắng, ổn rồi. Lên được đời đã là ổn rồi đến từ chim sẻ. Đây, anh lại hiến tế thêm con hiệu nữa luôn. Ngày hôm nay cảm giác tay chim sẻ nắng không được ổn lắm, không biết là có... Có lẽ là sau 2 năm quay trở lại với giải đấu Red Bull thì thời điểm hiện tại chim sẻ nắng cũng gặp một số vấn đề về tâm lý. Run. Khả năng cao phải nhờ ban tổ chức, tổ kỹ thuật là tăng điều hòa lên tí. Tăng điều hòa lên. Cóng. Hơi cóng rồi. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nhìn xem thế bài của game thủ chim sẻ nắng ở thời điểm hiện tại. Không chưa thấy thêm cái gì cả. Thôi được rồi, bây giờ thì để mà nói thế bài ở đâu, thế bài ở chỗ nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến các game thủ. Và đây chính là thao tay của game thủ chim sẻ. Anh em có nhìn nó có quen không ạ? Nhìn nó có quen không ạ? Vâng, rất tập trung nha. Rất tập trung nha, gương mặt đang khá là căng thẳng. Từ chim sẻ đi nắng. Có một nét cười đấy. Nét cười không nhỉ? Khả năng cao là vừa cười khẩy một cái thôi. Liệu cười quen thuộc. Và đây cười rồi. Đã cười rồi. Đấy. Tôi tưởng là này thì camera lại hơi mờ. Không zoom được vào sát khuôn mặt của chim sẻ đi nắng. Tưởng là anh lạnh lắm cơ nhưng hóa ra là anh cũng cười. Vâng, ok đến từ game thủ chim sẻ này. Trở lại một chút về chất quần khi mà Babylon đối đầu với Egypt. Thực ra thì con baby này nó có tất cả mọi thứ nhưng quân của nó cũng chỉ thuộc dạng là bình thường thôi, không có cái gì nổi bật hơn cả ngoại trừ phù. Nó có khả năng phù nhanh hơn, hồi mana nhanh hơn. Trong khi đó thì Egypt mọi người biết rồi, đây là con quân khá là tuyển khi mà các đơn vị quân nó trâu máu hơn, đặc biệt là cung đờ cùng với cả sọc đơn. Để nói về phù thủy thì Egypt cũng là có một con phù thủy tuyển nhá, có tầm xa vượt trội hơn, đó là 10+3. Ui giời, không biết phù bình thường tầm xa chỉ là 10 thôi, phù Egypt tầm xa là 10+3, rất là vượt trội. Bắt đầu tiếp tế nhà đến từ game thủ chim sẻ. Điểm số thì giờ là chim sẻ nắng đang có vẻ cao hơn so với No 1, cao hơn một vạch luôn, một vạch luôn đấy, một vạch luôn. Rất dã man đến từ sẻ với một bài mà gỗ đầu xa. Bài gỗ đầu xa mà hiêu là bước sang phút thứ 6 thì hiêu về nhà 6 nhá. Luôn đời như vậy cũng là một cái bài kích rất là sớm là dành chim sẻ rồi. Nếu mà vào một game thủ khác thì tôi đoán bài này phải kích 1:30 cơ. 1:30 cơ, hơi lâu đấy. Vâng, em mạnh dạn dự đoán là nhà của No 1 sẽ gần để chúng ta kết thúc nhanh. Và có xe giò đến từ No 1 hay là con ngựa giò đấy nhỉ? Khả năng cao là con ngựa giò nhá. Rồi 1 đây rồi, như vậy là ngựa giò No 1 đã đến nhà chim sẻ đi nắng rồi, không hề đơn giản. Bây giờ chắc là cũng cần nhau thôi. Ấy, đóng em. À, đây là cái của No 1 rất hay từ No 1. Thật sự là tình thế. Chúng ta đã bị mắc lừa rồi. Tưởng chừng như là chim sẻ nắng quên đóng E nhưng vẫn còn một cái E tốt đến từ cái thủ chim sẻ. Ổn rồi. Và bất biết cách tạo nên điều khác biệt đến từ No 1 nha. Và hai dân chim sẻ nắng phải nằm xuống. Điều quan trọng là No 1 lại là người có sát thương trước mặc dù chim sẻ nắng lên đời sớm hơn. Khá là khỏe đây đến từ No 1. Bãi gỗ của chim sẻ đi nắng. Lại là một dân nằm xuống. 3 dân đến từ chim sẻ nắng nằm xuống rồi. Và vẫn là tình huống vậy cũng rất tốt đến từ chim sẻ nắng nhưng bãi vàng thì chưa kịp bò bế và tiếp tục công bãi vàng đến từ game thủ No 1. Bây giờ anh ta chỉ cần chọc con giò thật khéo léo, giữ con ngựa giò để cho chim sẻ nó không kịp bỏ bãi vàng của mình.
Và đẩy lạc đà lên nhưng chim sẻ nắng có tình huống vẩy e để giữ được hai nông dân mặt bên này rồi. Nhưng cần phải có những tình huống vẩy e tiếp theo và đã có những tình huống vẩy e bắt được ngựa rồi ở nô 1 nha. Quá hay. Và ăn miếng và trả miếng nhưng rõ ràng trong tình huống này thì chim sẻ nắng vẫn là người lỗ hơn, gặp bất lợi. Lỗ hơn đấy. Lỗ hơn. Đã là một ngựa giò thôi mà đổi lại mất tầm 4-5 dân. Ủa giờ lạc đài đã đến và cơ sở An Hoàng cũng đã bị lộ rồi. Bên kia thì cũng là một lờ dành cho game thủ nô 1 thôi, hai game thủ đang thi đấu rất an toàn. Xong rồi, bây giờ chúng tôi cần phải điều tra xem ai đang ngời cầm máy của nô 1, chiếc chém khỏe quá. Và thời điểm hiện tại thì đã có bánh xe, chiếc xe sẽ chạy được trong tình huống này. Trong khi đó thì nô 1 đánh một bài là không bánh xe thì phải. Cảm giác cực kỳ sexy đến từ người con quê Nghệ An. Và tiếp tục bằng lại bảo thôi, bây giờ chim sẻ nắng cũng đã đến với cơ sở An Hoàng nên của nô 1 cũng đã bị phát hiện ra rồi. Và đạo dân này thì sẽ nằm xuống, chim sẻ nắng thì có bánh xe, còn nô 1 chưa bánh xe. Cân dần rồi đấy, bắt đầu là thấy là cân dần luôn rồi đấy. Vâng, nô 1 không bánh xe, bắt 2L đều thì phải, cảm giác đang thi đấu cực kỳ Odin trong trận thi đấu này. Một là thắng, hai là thua thôi. Bây giờ thì có phù dành cho kiếm thủ chim sẻ nắng. Bây giờ bên phía đội bạn thì không bánh xe rồi, chúng ta có ngại gì đâu. Có phù ra, phù Egypt thì cũng không ngại mấy con lạc đà này. Tầm xa nó là quá vượt trội ở đời ba. Bây giờ tầm này thì nô 1 có cơ cấu được lực. À đấy. Rồi, đã có bánh xe dành cho nô 1 rồi nhá. Nhưng bài nâng cấp bánh xe hơi muộn. Muộn đấy. Đánh giá là bài nâng cấp bánh xe hơi muộn. Nếu mà có bánh xe thời điểm mà chim sẻ nắng công vào vị trí bãi quả đấy thì chạy dần được thì là một bài vẫn là lợi thế dành cho nô 1. Nhưng tầm này thì và có thể là cân rồi, lượng dân nằm xuống là ngang nhau. Đối phương có sọc đơn, có lạc đà và có cung lờ, không chưa cung lờ nhá, có sọc đơn và chưa cung lờ. Khả năng cao tầm này thì à đây rồi, đây con cung lờ mà là có cung lờ rồi, là con cung lờ của cung lờ, có sọc đơn kéo như nhau luôn. Rồi phù rất đỏ đến từ chim sẻ nắng, được ngay một con lạc đà của nô 1 đại đế. Dân thì vẫn đang chạy rồi. Và hiện tại thì Mạnh Hào là người đã có chiến thắng 4-3 trước game thủ của Anh Huy rồi. Như vậy là trong cuộc đấu giữa Mạnh Hào và Anh Huy thì Mạnh Hào là người đã có được điểm số đầu tiên. Thi đấu siêu kinh điển ở bên cánh bên kia thì game thủ Mạnh Hào đã có điểm số đầu. Chúng ta cùng chờ đợi trong tình huống này cái đã, khi mà đang giao tranh là cực kỳ căng thẳng ở đây. Những con lạc đà của game thủ nô 1 đang là người có lợi thế nhiều hơn. Và chim sẻ bên nắng bây giờ cần phải phù. Vâng, liệu rằng vâng, chim sẻ đang có 7 e và phù được con lạc đà. Bây giờ thì đánh được này, thoải mái được thầy bắt quần. Đã quản được quân dân An Hoàng. Không, đây là dân làm gỗ của game thủ nô 1 rồi. Có những pha thì quản map rất tốt đến từ chim sẻ nắng. Và liệu rằng Mạnh Hào gọi chim sẻ có trả lời hay không đây? Mạnh Hào gọi chim sẻ nắng bằng điện thoại luôn. Lại còn có cả sứ tư gắn dân của nô 1 nữa này. Nhưng mà nô 1 đang tụ được khá nhiều cung R nha. Hay à, lượng cung R của nô 1 đang tụ được khá đông đấy. Khỏe thế nhỉ, nô 1 đang là khá khỏe trong trận này. Bù lại thì chim sẻ nắng lại có cái chất quân, chất cung R thì nó tuyệt hơn. Chất cung R và sọc đơn nó tuyệt hơn so với con Babylon. Vẫn là một vài nông dân lẻ đang khai thác ruộng đến từ nô 1 phải nằm xuống. Có những cái tình huống sóc phù nha, liệu rằng đây có phải là một tình huống bắt bài hay không. Trong khi đó thì game thủ Mạnh Hào sau chiến thắng vừa rồi trước game thủ ấy, vâng, hình như là chim sẻ nắng câu voi lại hình như là chết dân thì phải. Đây nó đang sóng xoài kia một hai cái xác dân thì phải. Và vẫn có những con lạc đà để có thể gây người ta sự khó dễ. Nó một không hề buông bỏ trận thi đấu này. Và thế trận bắt đầu, các game thủ đang muốn đánh chậm lại một chút à? Không, không phải chậm lại một chút. Đó là một tình huống đi vòng chủ động lên bắn phù đến từ game thủ nô 1 nha. Thì anh đang có một tình huống đi hơi lỗi những con sọc đơn rồi. Đã đổi lại ăn được hai con phù và đổi mất đi một con sọc đơn. Vẫn 2A đều à? Vẫn tham thì khả năng cao là vẫn là gần cân thôi. Tầm này sẽ đang bị đe thế này đây. Em nghĩ là như vậy khi mà lại mất cả dân, mất cả quân rồi. Baby của game thủ nô 1 đang hóa xem chăng? Đấu đánh quá khỏe dành cho game thủ nô 1, vẫn 2A đều. Ồ, kinh thế ở trời. Ngày hôm nay nô 1, ai đang cầm nô 1 trong trận thiếu này đây? Khả năng cao là hôm nay Thiện Anh được cử từ Nghệ An ra Hà Nội thi đấu rồi. Nhưng mà Thiện Anh, game thủ Thiện Anh thôi chứ không phải là game thủ nô 1. Đã đang đánh thật sự là hay đến từ nô 1 đại đế nhá. Nhiều cung đờ quá, cảm giác khá nhiều cung đờ lại vẫn còn kẹp trên cái lạc đà. Tức là lượng quân thì cũng chỉ là cân cân nhau thôi. Mà giờ này nếu mà chim sẻ nắng làm tốt bắt được hết quân của nô 1 thì quá ngon luôn. Ui, lần này thì đông quân mà, sẻ đông quân không hề kém cạnh so với nô 1 nha. Thì xem giờ này ai là người điều hay hơn. Chất cung đờ Egypt thì nó vẫn tuyển hơn con Babylon. Tiếp tục có tình huống truy sát đơn vị lạc đà và cung đờ của game thủ nô 1. Sẻ điều quân thế này đấu thì quân này cảm giác chim sẻ nắng đang lợi thế hơn nhé. Khỏe quá, sẻ cảm giác điều quân kiểu vận động vào phát là con hỗn mã của người cầm baby đã phải nằm xuống rồi. Tam chỉ là hai số thôi, chỉ là 2x thôi, nhưng game thủ chim sẻ nắng cảm giác lực quá khỏe. Và đây là pha cuối chăng, đâm quân vào đây, lạc đà để đối đầu với lạc đà, cung đờ thì bắn cung đờ và chim sẻ nắng vẫn giữ được cái khu vực An Hoàng này, rất tốt dành cho chim sẻ.
Rồi, tầm này thì khả năng cao chỉ đứng kê những cơ sở và nở tham thôi. Thì chiến thắng sẽ đến với game thủ chim sẻ đi nắng. Trong những tình huống đấu quân trước thì mặc dù Noble đông quân nhưng mà toàn quân ít máu. Chạm nhẹ cái là đã nằm xuống hết rồi. Tiếp tục là tình huống điều quân. Cùng lờ lại rất hay đến từ chim sẻ. Noble lại còn hit cả Enzan thế này nữa. Tách thành hai đạo. Sẽ có một đạo đi quản ở trên bản đồ nữa. Tiếp tục đi quản thôi. Một đạo thì tổ chức truy sát và quay bắt những đơn vị quân của Noble. Noble cũng đang có những tình huống tách quân ra để chạy này. Chỉ là làm ốp A luôn từ này. Bây giờ thì dân thì không còn nhiều rồi, toàn quân là chủ yếu rồi. Hai bên toàn quân rồi. Vâng, nào, quả nào xảy ơi. Điểm áp. Trong bản đồ này thì những con hiêu và voi thì mình nếu thấy nằm xuống thì nó sẽ là cơ sở an toàn đến từ đội bạn. Ôi, vâng, anh biết đây vâng, đôi vâng. Gì đây không ạ? Đây là đôi giày vâng. Đây. Và đã đây tìm rồi, được đã tìm được dân của cái thủ Noble rồi. Nhưng Noble cũng ăn miếng trả miếng, không hề kém cạnh luôn. Cũng chém, cũng bắn để quản được dân của game thủ chim sẻ. Và lần này sẻ mới là người lỗi chứ không phải là Noble. Nhưng Noble lại quay trở lại để cho sẻ chém ạ. Tiếc, và này tưởng là chạy một mạch thì có khi là sống hết rồi. Nhưng Noble quay trở lại cho sẻ chém cho nhanh. Cũng được. Với việc mà nông dân đối phương chạy này, người ta cần phải có những đạo quân đi đón đầu cơ thì sẽ dễ quay bắt hơn. Chứ cái đuổi này thì hơi khó, vì nông dân bánh xe khó rồi. Chạy ra không tìm thấy luôn đấy. Mất hình luôn. Mất hình luôn rồi này. Không biết là Noble trốn đi đâu rồi sau cái bản đồ mà dân của Noble lại ít đến như vậy, chưa tìm thấy cái khu vực nào cả. Liệu rằng có ở sâu trong 3 giờ hay không, lại là một pha đấu quân nữa. Nhưng lần này thì quân của chim sẻ đang là ít hơn. Sẻ muốn điều, sẻ có một con lạc đà đứng tanh và sau đó thì là bốn con cung đờ bắn chùa thì cảm giác không đỡ được. Sẻ rút trong tình huống vừa rồi. Tầm này thì thấy là Noble vẫn đang ra đơn vị cung đờ và sọc đơn. Để thấy nông dân đối phương đang khai thác voi ở đây rồi nhưng mà còn bãi gỗ đâu đó nữa mà chim sẻ nắng như chưa quản được thì phải. Cả vẫn còn bãi gỗ nữa. Không soi thang xem nào. Tham lại đang đè cho chim sẻ đi nắng nhá. Vâng, thực ra thì là tham 20 dành cho game thủ Noble và tham 21 dành cho chim sẻ thì nó cũng không phải là quá chênh lệch đâu. Vâng, và mình thấy chất ăn hoang quản map này thì tham rất là ảo, chỉ cần một pha đi quân lỗi hoặc một pha bắt quân bắt dân hay thôi thì tham lại sẽ đè mạnh ngay. Nhưng tham lại nó khá là ảo. À mà tớ, vâng đây rồi. Tình huống dồn quân vào đến từ chim sẻ đi nắng và đây sẽ tình huống đấu quân cuối cùng hay không đây. Vâng, gỗ kìa. Đây này thì có gỗ nha. Ui. Nên nhớ là có gỗ pha này. Ui. Và tình huống vẩy ia đến từ chim sẻ đi nắng tiếp tục là vẩy ia nhưng hết gỗ không vẫn còn gỗ. Ui. Và nó phải nằm xuống bốn đầu dân của mình. Đau quá mất cả ơi. Quân mất cả dân và tham lai thì càng đánh càng đè thôi. Tôi đoán bây giờ nó một tham lai về tầm 16-17 gì đó thôi. 16-17 rồi. 16-17 gì đó thôi. 4-5 dân rồi đến từ game thủ nào một và ở thời điểm hiện tại thì chim sẻ nắng chỉ cần là quản được cái tờ dân này thôi nhưng không. Sẻ mới là người phải chạy dân và Noble vẩy lại này. Ừ vâng, tình huống xử lý là tốt đến từ game thủ Noble ở thời điểm hiện tại. Nếu thể khiến cho chim sẻ nắng gặp khó khăn nhưng chim sẻ bảo rằng là tôi không khó khăn lắm. Tôi quay trở lại để chém bạn luôn. Và tâm được rồi thì chim sẻ nắng vừa nằm xuống 3 nông dân và tham thì cả cao lại về cân cân một tí rồi. Một trận đấu đang diễn ra rất là kịch tính giữa game thủ chim sẻ nắng và Noble nha. À, phải có những tình huống vẩy ia, muốn vẩy ia chúng ta cần phải có gỗ. Và này thì cũng có vẩy ia rồi nhưng mà nó cũng rất để ý quân của mình, chạy rất là nhanh. Đối đầu với chim sẻ đi nắng thì cần phải rất cẩn thận cho những tình huống đi quân qua khe rừng hoặc đi quân qua những con vực. Nó có thể sẽ bị chim sẻ đi nắng vẩy ia để lại gặp nhau và lại đấu quân. Rõ ràng chất cung lờ của Exit bao giờ nó cũng sẽ khỏe hơn chất cung lờ của Babylon. Quân nó đang lên tiếng quá rõ ràng luôn khi mà những con cung đờ của Exit nó quá chỉ, trong khi đó thì những con cung đờ của Babylon nó không thể nào đối đầu được, lại còn có các lạc đà đi đằng trước nữa thì là hơi tê rồi cho game thủ đấu một. Anh ta chỉ ra được một nhà BA ở thời điểm hiện tại thôi, nghĩa là lực ăn hoang của anh ta đã không còn nữa rồi. Bây giờ còn một mỏ gỗ nữa, em nghĩ là còn một mỏ gỗ nữa đến từ game thủ đấu một và chim sẻ nhàng chưa tìm thấy, chưa thấy đâu cả. Và một con lạc đà vừa ra đã bị tỉa luôn. Một lạc đà, một cung đờ vừa ra đã bị tỉa. À, vâng, hello anh. 21/44 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vẫn đang là khá ổn định ở thời điểm hiện tại với khu vực an hoang của mình. À đây rồi, chắc là mỏ gỗ đây rồi chăng. Cảm giác quân của game thủ nó một đứng ở đây nhiều thế nhỉ. Chưa có dấu hiệu gì lắm. Vâng, chim sẻ nắng đánh thủ luôn rồi. Đánh thủ luôn thì phải. À, tiếp tục phải đi quản thôi. Tầm này nói chung là đi quản và đứng tốt nhà BA của Noble cũng được nhá. Nhưng mà nên đứng kê ở những cơ sở thì cũng hợp lý đấy. Kê những cơ sở của mình để nở quân ra. Thì tham lai thì vẫn đang đè thôi. 35, nghĩa là tham của Noble chỉ đâu đó khoảng tầm 14 thôi. 14 thôi. 35. Chắc là được nhiều quân chứ cảm giác dân không có nhiều đâu. Nhiều rồi, quân cũng không còn nhiều đâu. Tức là dân thì vẫn còn. Chỗ này thì có đến 3 nông dân đến từ Noble. Một con cung đờ nằm xuống, một nông dân, hai nông dân nằm xuống. Tham lai thì càng đánh càng đè dành cho game thủ chim sẻ.
Sau tờ tình huống này em nghĩ rằng sẽ là quit thôi. No 1 không biết có xem Tham hay không. Nhưng sau tình huống này thì No 1 Tham sẽ chính thức là bị đè quá sâu rồi. Chỉ có chim sẻ xem Tham thôi. No 1 sẽ không xem Tham đâu. Tầm này sẽ đánh chỉ, không đánh xem chỉ. Tham. Thế này thì có khi là không quit. Giờ hết thì thôi. Thế này có khi là không bao giờ quit mất. Không bao giờ quit. Và anh ta chạy nông dân mỏ gỗ của mình để lên làm thực rồi. Chạy nông dân mỏ gỗ lên làm thực rồi. Với cái số lượng nông dân 3 con vừa rồi thì rất có thể là nhà của cái thủ nó 1 vẫn đang ra được dân, vẫn đang xón xón được 1-2 thằng nông dân gì đó. Thì em nghĩ rằng là vẫn còn dân dành cho nó 1 để có thể thi đấu. Vâng, vẫn đang vô cùng tập trung đến từ game thủ nó 1. Vậy là nó 1 đánh chứ không phải là Thiện Anh đánh nhé mọi người ơi. Vâng, đây là nó 1 chứ không phải là Thiện Anh rồi. Rồi, bây giờ thì nó đứng kê cơ sở và cứ nở Tham thôi anh em ạ. Hiện tại chim sẻ đáng đang có tầm lai là 27-4. Ở này tôi có thể tự tin đọc Tham luôn. Rồi, anh em tự tin. Tự tin rồi. Yes. Rồi, vẫn có một là người đi sai. Rồi, chúc mừng game thủ chim sẻ đáng là người đã có chiến thắng trước No 1 và có điểm số đầu tiên. Sau đọc Tham sau là quit luôn nhỉ? Khả năng cao là nghe luôn. Thấy Tham là quit rồi anh em ạ. Sau trận thi đấu này thì chúng ta sẽ có mini game và chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để có thể quay mini game ở thời điểm hiện tại nha. Rồi, chim sẻ nắng đang sử dụng cho mình một lon bầu húc. Sau khi có chiến thắng trước game thủ No 1, bật lon húc nào.